Muốn không? Đây cầm lấy đi. Ông chủ, tính giúp tôi hết bao tiền? Cậu bé, người lớn cũng không giỏi bằng cậu. Của cậu đây. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Thằng bé này thật khổ, một trận hỏa hoạn lớn, mất hết cả gia đình, chỉ còn em gái sinh đôi, nương tựa vào nhau mà sống. Đúng vậy, cuộc sống khổ cực như vậy, người lớn còn chịu không nổi, lại bắt hai đứa trẻ gánh chịu. Thật tội nghiệp. Nhóc à, thích loại nào? Cái này. Cái ở giữa à? Được, đưa tiền đây. 3 tiếng sau quay lại lấy. Được. Tiểu Yến. Tiểu Yến. Anh chúc mừng sinh nhật. Em gái tay em. Anh đã nói rồi, việc nấu ăn này, để anh làm là được rồi, không nóng đâu không sao cả. Anh ăn đi khi còn nóng. Bánh bao táo mật này ngọt thật, còn ngon hơn cả bánh kem. Tiểu Yến định mấy ngày nữa, cũng ra chợ bán bánh bao, một mình anh đi nhặt chai, vất vả quá. Có gì mà vất vả chứ, việc kiếm tiền này, để anh lo là được rồi, em cứ ngoan ngoãn ở nhà. Đúng rồi, anh cũng chuẩn bị một bất ngờ cho em. Quà ai vậy? Bí mật. Anh. Buông tôi ra. Tiểu Yến. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tiểu Yến. Buông em gái tôi ra. Em gái. Chúc mừng sinh nhật. Dọn hết mấy thứ này đi. Cái này. Chuyện gì thế này? Diệp Tổng có một người em gái. Đã mất tích vào đúng ngày sinh nhật, Diệp Tổng từng thề rằng, nếu không tìm được em gái, sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật. Nghe nói Diệp Tổng sẵn sàng, bỏ ra một nửa cổ phần, treo thưởng cho tin tức về em gái. Diệp Tổng là người giàu nhất Giang Nam, một nửa cổ phần, ít nhất cũng đáng cả nghìn tỷ. Tình thân vô giá, làm sao có thể đo bằng tiền. Diệp Tổng chỉ có duy nhất một người thân. Chỉ là, đã 20 năm trôi qua vẫn chưa tìm thấy, e rằng. Mẹ ơi! Khi nào thì chúng ta có thể về nhà? Chúng ta sẽ sớm được về thôi. Năn năn, khi mẹ không có ở đây, phải nghe lời các y tá nhé. Vâng ạ. Đã tìm được người hiến tủy phù hợp, nhưng họ yêu cầu 500.000. Tình trạng của Năn năn rất nguy cấp, phải phẫu thuật trong vòng 7 ngày. Cô xem. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ gom đủ, trong vòng 7 ngày. Còn nữa, số tiền hơn 1 triệu mà nợ bệnh viện trước, chúng tôi cũng. Viện trưởng biết tình hình rồi. Nên tiền viện phí cứ để sau. Tìm người hiến tủy phù hợp, cho Năn năn rồi, sẽ giữ lại cho con bé ngay. Cảm ơn bác sĩ Hào. Ăn ngày ra quầy hàng, ban đêm chăm sóc Năn năn, một ngày ngủ chưa tới 2 tiếng, còn bị loét dạ dày vì đói. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô không chăm sóc sức khỏe của mình, sẽ không trụ được đến khi ra viện đâu. Còn thiếu 500.000 nữa. Em yêu. Em đến đây. Ở đây có 50.000 này, cầm lấy đi. Anh Phong tiền này ở đâu ra vậy? Em làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Anh xót cho em lắm. Thật ra, anh lén em, đi đánh giày cho người ta. Nhưng chân anh,
Không sao đâu. Anh ngồi khoanh chân lại, chẳng ai nhận ra anh tàn tật. Chị dâu, năn năn còn thiếu bao tiền? Ở đây tôi có 300.000, chị cầm lấy đi. Tôi nhớ, anh thiếu 300.000 tiền sính lễ phải không? Tôi không thể nhận đâu. Vợ mất có thể cưới lại, nhưng nếu năn năn không còn, tôi tìm đâu một đứa cháu gái dễ thương như vậy? Tôi đã nói với Phật rằng, tôi sẵn sàng độc thân cả đời, để đổi lại năn năn, được lớn lên bình an. Nhưng, anh chạy xe kiếm nhiều vậy sao? Chạy ngày đêm không ngừng nghỉ, tất nhiên kiếm được nhiều. Ba mẹ. Tôi đã nói, không cho ba mẹ biết mà, tôi. Yến Nhi, trong nhà chỉ có năn năn là bảo bối, chúng ta có thể không lo sao? Yến Nhi, con gầy đi nhiều rồi. Thật ra, 300.000 này, ngoài số tiền tôi chạy taxi kiếm được, phần lớn là của ba mẹ, bán nhà và bán bánh kép. Nói mấy chuyện này làm gì, ba mẹ? Ba mẹ. Con xin lỗi ba mẹ. Tất cả là lỗi của con không chăm sóc tốt cho năn năn, để bố mẹ phải vất vả, tuổi này còn phải lao khổ, con đứng lên đi con. Không phải lỗi của con. Đây là số mệnh mà. Người chịu khổ chịu cực là con mà. Mẹ thương con lắm. Yến Nhi, năn năn sắp phẫu thuật rồi phải không? Buôn bán nhỏ lẻ, cũng không kiếm được nhiều tiền, chỉ còn dành dụm được chút ít. Cầm lấy đi, chỉ còn một ít nữa đây. Không cần đâu chị, thật sự không cần đâu. Cô kiếm chẳng được bao nhiêu, mua đồ bổ cho con bé đi. Đây là tấm lòng của chị, cầm lấy. Hàng ngày, cô mở hàng sớm nhất, và đóng hàng trễ nhất. Thật sự rất vất vả, không dễ dàng gì đâu. Đây là chút lòng thành của tôi, gà ta đây nấu lên, cùng với năn năn, bồi bổ sức khỏe thật tốt. Cất đi, cầm lấy đi. Còn để lại cho năn năn, mấy quả vải con bé thích nhất nữa. Cảm ơn mọi người. Tôi nhất định sẽ chữa trị cho năn năn thật tốt, để năn năn sớm hồi phục sức khỏe. Cảm ơn các vị. Cảm ơn. Còn dám kiếm nhiều tiền như thế, không chia cho ông chút à? Để tiền lại, tiền cứu mạng của năn năn. Cái đứa bé đó, chẳng phải sắp chết rồi sao? Tốn tiền làm gì chứ? Đưa tiền trả nợ cho tôi. Coi như tích chút nước đi. Lý Kim Long còn nhân tính không? Năn năn cũng là cháu nội ông. Cháu nội, cô đừng quên, cô là do tôi mua về đấy. Đồ nhu nhược, đứa con gái cô sinh ra, cũng như thế. Số tiền cô kiếm được, đều là của tôi tiêu xài, chẳng lẽ nuôi cô không công? Tiểu Yến giờ là người từ gia, biến đi cho tôi. Đông người nhỉ? Không đưa tiền cũng không sao. Dù gì Tần Thiếu cũng đưa 1 triệu làm sính lễ rồi, tôi đâu có lỗ. Chưa đá chúng, con gái ngoan nhớ kỹ nhé. Hãy nói lời tốt đẹp, bên cạnh gối Tần Thiếu, tôi còn mong cô kiếm thêm, từ Tần Thiếu đấy. Tiểu Yến em gả cho anh, là người từ gia rồi. Hắn không thể mang em đi, chị dâu cứ yên tâm, lão già này dám đến tìm chị lần nữa. Gặp một lần đánh một lần. Tiểu Yến, hôm nay là sinh nhật em, nghỉ ngơi đi. Hay là, cả nhà mình ăn một bữa, tôi sẽ mời. Tiền thuốc vẫn còn thiếu. Không cần phải tốn tiền đâu. Đưa bố mẹ về trước đi, tôi không sao đâu. Được rồi. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Cũng là sinh nhật của anh trai tôi. Anh ơi, chúc mừng sinh nhật. Anh đang ở đâu vậy? Khi năn năn khỏi bệnh, em sẽ đi tìm anh. Chúng tôi cũng rất hy vọng anh có thể tìm được em gái, nhưng không biết chiều cao cân nặng tướng mạo, chỉ biết sau gáy có một vết sẹo như mỏ kim đáy bể vậy. Ký ức về em gái tôi, ngoài vết sẹo ở sau gáy, thì chỉ còn lại bánh bao mà em tôi làm. Vết sẹo. Dù có như mỏ kim đáy bể, nhất định phải tìm được em ấy.
bà chủ mua mấy cái bánh bao. Được rồi, chờ một chút nhé. Trùng hợp ghê, hôm nay sinh nhật Diệp Tổng. Thật là đúng dịp. Không cần thối lại đâu, cái đó không bán đâu. Alo, cô Diệp, Năn Năn có thể phẫu thuật sớm. Cô đến ngay nhé. Được rồi bác sĩ, tôi sẽ đến ngay. Diệp Tổng chưa ăn sáng đúng không? Tôi đã mua cho anh, bánh bao anh thích nhất. Tôi không thích ăn bánh bao. Chỉ là nhìn vật nhớ người. Hương vị này. Bánh bao táo đỏ này ngọt thật. Ngon hơn cả bánh kem nữa. Tiểu Yến dự định vài ngày nữa cũng mở quầy bán bánh bao. Anh trai một mình nhặt chai lọ, vất vả quá. Bánh bao táo mật. Ai lại bỏ táo mật vào bánh bao, ngọt đến rụng răng mất. Mua ở đâu thế? Quán bánh bao dưới lầu. Tôi thật sự không biết, không sao dẫn tôi đi nào. Chủ quán vừa ở đây. Sao không thấy nữa? Điều tra chủ quán, có khả năng rất cao là em gái tôi. Tình hình của các bạn, tôi đã phản ánh với viện trưởng, sáng nay bệnh viện tổ chức buổi quyên góp. Chi phí phẫu thuật chắc không có vấn đề gì. Cảm ơn, xin đừng khách sáo. Cảm ơn mọi người. Trong bệnh viện, đừng nói là các ba mẹ, ngay cả y tá chưa kết hôn, cũng hiểu được sự khó khăn. Thôi được rồi, chuẩn bị phẫu thuật đi. Khoan đã. Diệp Yến. Ba cô đã bán cô cho tôi không mong muốn, sau này thứ trong tay tôi, lại mang theo một gánh nặng. Đây là bệnh viện, cấm làm ồn, xin mời ra ngoài. Bác sĩ Hào, anh ổn không? Cái gì thế này, dừng lại ngay. Không biết Lý Kim Long đã nói gì. Tôi nói cho anh biết. Tôi là vợ của Từ Bằng, không phải là hàng hóa, cũng không phải món đồ chơi. Con gái tôi sắp phẫu thuật, mọi người tránh ra cho tôi. Tôi bỏ ra 1 triệu lên cô. Nói không tính thì không tính à. Hắn chỉ là tên vô dụng, không tiền không tài cán. Hắn có tư cách gì mà xứng với một người như cô. Đi ra đi, đừng có nói xấu ba tôi, mau quay lại đây. Thả ra, thả con bé ra, Năn Năn, buông con bé ra. Mẹ ơi! Năn Năn! Sao lại đau lòng rồi? Chỉ là một đứa nhóc thôi mà, mất thì mất thôi. Sau này chăm sóc tốt cho tôi, sinh thêm nhiều đứa nữa. Khốn nạn, tôi sẽ quyết chiến. Anh Bằng! Sao, tôi nói, cái giống của anh là giống xấu. Anh còn có ý kiến gì nữa không? Các người là bọn rác rưởi từ cống rãnh, tôi đạp lên các người, còn sợ bẩn giày của tôi. Mẹ ơi, thả mẹ tôi ra. Tôi bỏ ra cả 1 triệu mua món đồ chơi này, hôm nay tôi phải kiểm tra hàng. Anh định làm gì? Buông ra, buông tôi ra. Dám cắn tôi? Muốn cắn lắm hả? Hôm nay tôi cho cô cắn thoải mái. Dừng lại, dừng lại. Hôm nay tôi sẽ chơi gái của anh trước mặt anh. Thà tôi chết còn hơn để anh tại nguyện. Tôi nói cho cô biết, đừng có làm bậy. Nếu dám động đến tôi sẽ tiễn con gái cô đi. Có tin không? Thả Năn Năn ra, còn phải làm phẫu thuật. Thả con bé ra. Được thôi, tôi thả rồi. Miễn là cô ngoan ngoãn nghe lời tôi. Người đâu? Dẫn đám người này đến tiệc thăng chức của ba tôi. Cho họ xem thế nào là quyền lực áp đảo. Đi thôi. Yến Tử Năn Năn. Phía trước đông người, chúng ta đi đường vòng. Đi xem họ đang ở phòng nào, Diệp Tổng.
Diệp Tổng, phòng bệnh đã tìm thấy rồi. Chính là phòng bệnh này, có thể họ xuất viện rồi. Diệp Tổng, tiệc thăng chức tối nay sắp bắt đầu, anh định lúc nào sẽ đến, bây giờ tôi không rảnh. Diệp Tổng, Tần gia là trùm đất ở đây, với khả năng của họ chắc chắn, sẽ sớm tìm thấy em gái. Alo, tôi sẽ đến ngay, được thôi, Tần gia sẽ đợi anh đến. Đi kiểm tra xem người ở đâu. Vâng. Mọi người, tiệc thăng chức tối nay, có sự hiện diện của Diệp Tổng. Diệp Tổng, người nắm giữ toàn bộ 12 tỉnh Giang Nam, một doanh nhân vĩ đại, việc anh ấy đến buổi tiệc, cho thấy tầm quan trọng với Tần Tổng. Đúng vậy, Tần Tổng và Tần Thiếu xuất sắc như vậy, được Diệp Tổng trọng dụng, thật không dám nhận. Tất cả những gì Tần gia có, đều nhờ Diệp Tổng. Không dám tự mãn. Ba con đến rồi. Diệp Tổng. Không sao đâu. Mời một vài người ở quê đến, để họ mở mang tầm mắt. Thấy không, toàn bộ danh nhân của Kinh Hải, đều tụ họp tại đây. Hôm nay Kinh Hải, cũng sẽ bị Tần gia đạp dưới chân. Anh có nhiều thế nào, tôi không bao giờ thành đồ chơi. Thật sao? Thật đáng tiếc. Kẻ hèn mọn không có quyền quyết định số phận của mình. Anh định làm gì? Tất nhiên là chơi vài cú gôn rồi. Thật vô lý. Hôm nay Diệp Tổng đến Tần gia chúng ta, đừng có gây chuyện. Người mà ba nói đến là vị tỷ phú nắm trong tay 12 tỉnh Giang Nam đó sao, Diệp Tổng đúng không? Đúng vậy. Tuyệt vời. Tần gia chúng ta có thể nhận được sự ủng hộ, chúng ta sẽ nhanh bay cao, trở thành tầng lớp thượng lưu. Vậy nên, hôm nay đừng gây rắc rối. Ba yên tâm, chắc chắn không có rắc rối. Bọn họ khinh thường Tần gia. Hôm nay, tôi sẽ cho họ thấy. Thấy chưa, giờ đây Tần gia đã được tỷ phú công nhận, địa vị Tần gia ở Kinh Hải đã lên thêm một bậc. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo tôi, đảm bảo cô sẽ có cả đời, hưởng vinh hoa phú quý, tôi không cần số tiền bẩn thỉu của anh, thả chồng tôi ra ngay. Tôi suýt quên mất, đúng là loại người gì vậy, tôi định làm gì nhỉ? À đúng, chơi gôn. Buông tôi ra, buông tôi ra, giữ chặt cô ta lại cho tôi. Không đừng mà, ba ơi, có gan thì giết tôi đi, ba ơi, đừng làm hại ba tôi. Không biết quý trọng mạng sống của mình, nhưng mạng sống con gái anh lại quý lắm nhỉ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đừng mà. Con bé vô tội mà, năn năn còn cần phải phẫu thuật, nó sắp không chịu được nữa rồi. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, trách cô không chịu nghe lời thôi. Tôi thật sự không hiểu nổi. Theo tôi thì ăn ngon mặc đẹp. Sao lại muốn sống với một người tàn tật, và một đứa bé gái thế này? Họ là gia đình của tôi. Còn anh là đồ súc sinh. Cô nói tôi là súc sinh. Anh định làm gì? Năn năn, nói lại lần nữa xem nào. Thả con bé ra. Năn năn. Nghe nói con bé bị bệnh đúng không? Con bé không chịu được kích động. Tôi xin anh thả nó ra đi. Cô tự quyết định đi. Không. Đừng mà, đừng làm hại ba tôi. Bắt đầu nào. Tần Thiếu Long. Anh đúng là không bằng cầm thú. Đừng mà, mẹ ơi. Đừng mà. Chỉ có em gái tôi mới bỏ mật táo vào bánh bao, yến lửng. Người anh tìm bị Tần Thiếu Long đưa đến sảnh tiệc rồi. Cái gì, bị bắt? Gửi video cho tôi sẽ gửi video cho anh tự xem đi. Trong vòng 5 phút, tới sảnh tiệc cho tôi.
thú vị hơn nhiều so với ném xương cho chó. Năn năn, năn năn. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Ngu ngốc, thật đúng là ngu ngốc. Diệp Yến, tất cả là do cô cứng đầu, giờ thì xong rồi. Con gái của cô, chắc chết rồi đó. Tần Thiếu. Tôi xin anh hãy tha cho con gái tôi làm gì cũng được. Để tôi thả con gái anh à? Được thôi, sủa vài tiếng chó nghe xem nào, không? Gâu, gâu, gâu. Kêu cũng tốt đấy. Là một con chó ngoan. Chỉ cần tha cho chúng tôi, muốn tôi kêu bao nhiêu tiếng cũng được. Cứ kêu mãi chẳng có gì thú vị. Nhặt quả bóng cho tôi xem nào. Đừng A bằng. Đừng mà A bằng. Nhặt nhanh lên. Nhặt xong rồi. Vẫn chưa xong đâu. Hôm nay tôi đang bực đấy. Chỉ cần cô hôn tôi, ngay trước mặt họ, tôi sẽ cân nhắc. Thả con bé ra. Thế nào? Được, tôi đồng ý. Sao không làm sớm đi, chỉ với mấy người như này, cũng muốn đấu với tôi sao? Đến đây. Hôn tôi đi. Yến Nhi không được, không được. Cho cô hôn là vinh hạnh của cô đấy. Cô đang khinh thường ai đấy? Không muốn phải không? Vậy tôi sẽ dùng chồng cô để xả giận. Không. Không được. Đừng mở. Dừng lại. Tất cả dừng tay lại. Diệp Tổng. Diệp Tổng đến sớm thế. Diệp Tổng. Anh hãy, nghe tôi giải thích đã. Mấy người nhà quê này, có xích mích với chúng tôi. Đến đây quậy phá, ngài đợi chút, tôi sẽ lập tức giải quyết bọn họ. Anh nói dối, rõ ràng là anh, bắt cóc bọn tôi đến đây. Diệp Tổng, ngài đừng để bụng, xin đừng làm hại mẹ tôi. Yến Tử. Cũng giỏi cắn đấy nhỉ, được thôi, cho mày chết. Diệp Tổng. Thiếu Long không sao chứ? Em gái. Em gái. Không đâu, ngài nhận nhầm người rồi, chắc chắn là nhận nhầm rồi. Em gái ruột của tôi, làm sao nhận nhầm được? Anh trai. Thật sự là anh của em sao? Mẹ ơi. Mau cứu con của em đi. Nó không trụ nổi nữa rồi. Con à. Người đâu? Mau đưa đến bệnh viện. Sắp xếp bác sĩ tốt nhất, dùng thiết bị tốt nhất. Nhanh lên. Đừng lo, có anh ở đây, con bé sẽ không sao đâu. Diệp Tổng, chắc chắn có hiểu lầm gì đó, tôi thật sự không biết. Là em gái ngài thật mà, nếu không phải em gái của tôi, thì các người có thể sỉ nhục à? Nếu là vậy TH, Tần gia không còn lý do để tồn tại nữa. Người đâu, đưa bọn họ xuống dưới cho tôi. Những gì làm với em gái tôi, sẽ phải trả gấp 10 lần. Từ hôm nay, Tần gia bị loại bỏ. Thành phố Kinh Hải, không còn Tần gia nữa. Diệp Tổng. Diệp Tổng. Anh Bằng. Không sao rồi.
Em gái. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Từ hôm nay, anh sẽ mãi ở bên em, mãi mãi bảo vệ em. Anh à. Em nhớ anh quá. May mà anh đến kịp thời, nếu chậm thêm vài phút nữa, Năn Năn không còn cứu được nữa. Cảm ơn bác sĩ. Mẹ ơi! Năn Năn! Năn Năn, con tỉnh rồi à? Năn Năn nhìn xem, đây là cậu của con. Năn Năn cuối cùng cũng được gặp cậu rồi, cậu đẹp trai quá. Mấy ngày nữa sinh nhật Năn Năn. Năn Năn, sinh nhật con muốn quà gì? Cậu sẽ mua cho con. Năn Năn không cần gì cả, chỉ muốn ăn bánh bao táo đỏ mẹ làm thôi. Không cần tốn tiền đâu. Anh đã bỏ lỡ tuổi thơ của em, chỉ có thể bù đắp qua Năn Năn. Anh không phải người anh tốt. Anh à, em chưa bao giờ trách anh. Ngày sinh nhật của Năn Năn, anh đến là em vui rồi. Em cũng có một bất ngờ. Năn Năn, con nghỉ ngơi cho tốt nhé. Người phụ nữ này, quen được anh trai giàu có. Xem ra lần này kiếm rồi. Ba mẹ, hôm nay xuất viện, vài ngày nữa sinh nhật, con muốn tổ chức đàng hoàng. Tốt quá, con và Năn Năn đã chịu khổ, nhà mình phải tổ chức lớn, nhà mình phải ăn mừng. Tổ chức lớn thì thôi đi. Nhà mình cũng đâu có dư giả gì, nhiều lắm, chỉ mời vài người thân, cùng nhau vui vẻ là được rồi. Đúng vậy, mời vài người thân và bạn bè, cho vui vẻ một chút là được rồi. Này lão Tam, Năn Năn đã hồi phục và xuất viện rồi, hai ngày nữa là sinh nhật của con bé, tôi muốn mời các anh, thật ngại quá, ngày kia là sinh nhật của cháu trai Lượng Lượng, con trai của đại ca chúng ta. Người ta mời tôi đến khách sạn Hoàng Quan. Bên Năn Năn tôi không đến được đâu. Ư muội, Năn Năn, nhị ca nhà chúng em cũng không dư giả. Tiền thuốc men của Năn Năn, anh tự lo liệu đi. Tư muội, hai ngày nữa là sinh nhật của Năn Năn, anh mời các em đến ăn cơm, cùng nhau vui vẻ. Năn Năn đã hồi phục rồi. Thế thì tốt quá. Nhưng, anh cả đã mời chúng em trước rồi, đi dự tiệc sinh nhật của Lượng Lượng, mọi việc đều phải có thứ tự trước sau đúng không? Vậy chúc mừng sinh nhật Năn Năn trước nhé, em cúp máy đây anh. Này, anh cả, chú hai à. Xin lỗi nhé. Chỗ ngồi trong tiệc sinh nhật đã đặt hết rồi, những người đến đều là người có tiếng tăm, nên tôi cũng không mời các cậu. Anh cả, không phải thế, con bé Năn Năn vài ngày nữa có sinh nhật, tôi mời các anh đến ăn cơm. Trùng hợp quá, vài ngày nữa, cháu nội tôi Lượng Lượng cũng có sinh nhật. Tôi thì bận lắm, không thể đến được, lúc đó, tôi sẽ bảo con dâu tôi, gửi cho Năn Năn một phong bao lì xì. Không phải anh à, em không phải vì tiền mừng của mọi người, em chỉ muốn mời anh đến ăn bữa cơm, để họ hàng mình cùng vui vẻ. Giữa chúng ta, thì đừng khách sáo nữa, anh còn không hiểu em sao, anh cả nói chuyện thẳng thắn, em đừng để bụng nhé, nhà em nghèo rớt mồng tơi. Tổ chức tiệc sinh nhật không phải vì tiền mừng, chẳng lẽ chỉ vì để lấy may thôi sao, thôi anh có việc rồi, cúp máy nhé, anh à. Bà nói xem, sao họ lại như vậy chứ? Năm xưa khi con gái mình bị bệnh, mình quỳ xuống cầu xin họ, cho mượn ít tiền chữa bệnh, ai cũng tránh mặt mình, có ai coi mình là họ hàng đâu. Nghèo giữa phố chợ chẳng ai hỏi han, giàu ở núi sâu cũng có bà con xa, toàn là lũ cơ hội, không đến thì thôi, tiệc sinh nhật của Năn Năn, có chúng ta lo liệu là đủ rồi. 3 ngày nữa, là sinh nhật của cháu gái tôi muốn tạo bất ngờ, cho gia đình em gái tôi. Yên tâm tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ăn thêm đi. Tiểu Yến hôm nay trông cô thật xinh đẹp, phải không? Mẹ chồng tôi vừa mua cho tôi chiếc váy này, ngồi xuống đi, Năn 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 Năn. Chúc mừng sinh nhật, không thể nhận được, lúc trước khi Năn Năn cần tiền thuốc men, cô đã đưa 8 vạn, tôi đã nhận tấm lòng của cô rồi, cô còn có vài đứa con nữa. Không dễ dàng gì, tiền này tôi không thể nhận, khó khăn lắm Năn Năn mới ra viện, phải phát một phong bao lì xì, để nhận chút may mắn. Xua tan xui xẻo đi nào, cầm lấy đi, hôm nay là sinh nhật của Năn Năn, mọi người đã bỏ công sức rồi. Số tiền này tôi không thể nhận, Năn Năn dễ thương thế này, chúng tôi đều coi bé như con gái mình, nào đây là tấm lòng của dì,
Cảm ơn gì, không có gì đâu con yêu. Hôm nay là lần đầu tiên, bé mừng sinh nhật, phải tổ chức thật náo nhiệt nhé. Nào, cảm ơn chú. Cầm lấy đi, con vừa ra viện, phải mua chút đồ bổ dưỡng, cầm lấy đi. Đây là lời chúc của mọi người dành cho Năn Năn. Năn Năn chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn bác sĩ Hào, cảm ơn bác đã đến. Năn Năn dễ thương thế này, dù cô không gọi tôi cũng phải đến đây. Chỉ là, chỗ này có hơi đơn sơ. Thế này đi, làm gì có chuyện đó. Đông người như vậy, thật náo nhiệt. Ngồi đi ngồi đi, ngồi đi ngồi đi. Nào mọi người đừng khách sáo. Ăn đi, tôi nói này. Những người thân của chúng ta không đến, tôi thấy cũng tốt. Đúng vậy, chúng ta cũng có nhiều người thương yêu Năn Năn mà. Không cần bận tâm đến mấy kẻ cơ hội đó. Nào nào đừng khách sáo nhé. Cửa khách sạn, sao lại có nhiều sạp bán hàng thế nhỉ? Cảm ơn mọi người, hôm nay là sinh nhật của Lượng Lượng, sao lại có nhiều người nghèo như vậy, đứng chắn trước cửa khách sạn. Anh trai. Ai cho các người bày sạp ở đây, mau dọn đi. Lượng Lượng con đừng qua đó, những chỗ đó đều là quán vỉa hè của người nghèo, không sạch sẽ, chúng tôi không hề lấn chiếm vỉa hè, dựa vào đâu mà bảo chúng tôi dọn đi. Anh trai là em đây, sao cả nhà em lại ở đây? Hôm nay, cả nhà em tổ chức sinh nhật ở đây cho cháu gái. Chẳng phải đã nói là không mời nhà chú hai rồi sao? Sao họ vẫn còn đi theo vậy? Người nghèo đến ăn trực, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nhưng mà, như cả nhà họ, mặt dày đến vậy, cố tình bám theo. Thật sự đáng nể, chúng tôi không phải đến đây để ăn trực nhà cô đâu. Hôm nay là sinh nhật của Năn Năn, chúng tôi tổ chức tiệc lớn cho cô bé ở đây. Con nhóc bệnh tật này chưa chết sao? Cô, có tiền để tổ chức sinh nhật sao? Thôi thì, vài ngày nữa tổ chức tang lễ cho cô bé luôn đi. Cô đang nói gì vậy? Cháu dâu à, chúng ta đều là người nhà mà. Cháu nói như vậy, không phải là quá tổn thương sao? Con bé Năn Năn nhà chúng tôi khỏe mạnh mà. Sao cô lại nguyền rủa nó? Anh hai chị hai à, Như Yên đúng là nói chuyện khó nghe thật. Nhưng mà, con bé cũng không biết là Năn Năn nhà các anh chị đã hồi phục rồi. Hơn nữa, con bé cũng chỉ nói thật thôi mà. Nhìn xem gia đình các người kia, nghèo đến mức nào rồi. Còn tổ chức sinh nhật cái gì nữa? Chỉ ăn một bữa BBQ thôi, còn phải chia tiền đều nữa. Đúng vậy nhị ca, nhà nhỏ thì đừng cố gắng quá. Người thì đã chữa khỏi, nhưng chắc còn nợ tiền thuốc men đúng không? Nếu các người đến thăm, chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu các người chỉ đến đây để nói những lời cay đắng, thì mời các người đi cho. Lời cay đắng, mọi người đều muốn tốt cho gia đình nhà nhị ca. Nói toàn là sự thật, anh lại không muốn nghe. Người nên đi là các người. Hôm nay là sinh nhật cháu trai tôi, còn có nhiều nhân vật quan trọng sẽ đến để chúc mừng sinh nhật Lượng Lượng, các người tổ chức sinh nhật. Tại sao chúng tôi phải đi? Hôm nay cũng là sinh nhật của Năn Năn, Năn Năn sẽ không đi đâu, Năn Năn không đi. Nghe rõ chưa, chúng tôi không đi, chúng tôi không chắn đường, cũng không làm phiền ai, dựa vào đâu mà bắt chúng tôi đi. Nếu không đi, đợi ba tôi đến, ông ấy sẽ dạy dỗ các người, bác của tôi cũng rất lợi hại, đợi bác tôi đến, sẽ dạy dỗ các người mới đúng. Này alo ông xã à? Ừ được rồi biết rồi. Không cần quan tâm đến họ nữa. Gia Minh, đã đến cửa khách sạn rồi. Mọi người cùng đi nào. Anh hai đừng cứng đầu nữa. Anh, mau xin lỗi anh cả đi. Vẫn còn kịp, đến khách sạn Hoàng Quan để ăn trực bữa ngon. Hôm nay chúng tôi không đi đâu cả. Ở đây tổ chức sinh nhật cho Năn Năn. Cứng đầu quá chỉ khổ thân thôi. Alo anh, Tiểu Yến Tử, anh đã sắp xếp một buổi tiệc sinh nhật cho Năn Năn tại tầng thượng của khách sạn Hoàng Quan. Ngoài ra, anh còn chuẩn bị cho con bé một món quà sinh nhật đặc biệt. Dẫn bạn bè đến ngay đi. Anh sẽ đến ngay. Được, cảm ơn anh cả. Hôm nay cảm ơn mọi người vì đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Năn Năn. Anh cả của tôi cũng đã sắp xếp tiệc tại khách sạn Hoàng Quan. Chúng ta cùng đi qua đó nhé. Khách sạn Hoàng Quan. Thật không đấy, chẳng phải chỉ có nhà chú lớn mới ăn nổi đồ của khách sạn Hoàng Quan sao? Con đã nói rồi, bác con rất giỏi mà. Tôi chỉ là bà chủ quán nướng. Tôi không đi được đâu, tôi còn phải đi lái taxi nữa. Cô xem lại có khách rồi. Bà già thế này rồi, cũng không quen ăn những món cao lương mỹ vị. Hay là... ta không đi nữa. Phải đấy, anh rể, có thể tổ chức tiệc ở khách sạn Hoàng Quan. Chắc chắn sẽ có nhiều nhân vật lớn đến. Chúng ta không nên đi làm phiền nữa. Đúng đúng, ta nghĩ hay là con và A Bằng dẫn theo Năn Năn đi đi. Ông bà nội, cô chú đều không đi. Vậy thì Năn Năn cũng không đi. Tiệc sinh nhật hôm nay, con và A Bằng đều không chuẩn bị gì cả. Chính nhờ mọi người giúp đỡ mới vui vẻ thế này.
Vì vậy, bữa tiệc sinh nhật này là tiệc cảm ơn. Đúng vậy, mọi người tụ tập lại mới vui mà. Ai cũng không muốn sinh nhật của Năn Năn buồn tẻ đâu. Anh rể là người rất tốt, cùng đi thôi. Ừ. Ba Như Yên, sao hai người đến muộn thế? Trên đường có chút việc, nên trễ một chút. Phòng VIP ở Hoàng Quan khó đặt lắm đấy, mau vào thôi, được rồi. Ông Từ và bà Từ phải không? Đúng vậy, khách sạn đã chuẩn bị cho quý vị, phòng VIP không gian vườn trên cao sang trọng nhất. Không gian vườn trên cao, đúng rồi. Không gian vườn trên cao. Tôi nghe nói, đặt một lần ở vườn trên không, ít nhất cũng tốn 3 triệu, và còn phải đặt trước nữa. Gia Minh, xem ra, cháu rất chịu chi cho con trai cháu Lượng Lượng, thật là rộng rãi, ha ha ha, đúng vậy, vườn trên không, là phòng tiệc sang trọng nhất, ở toàn thành phố Kinh Hải, chúng ta cũng được hưởng ké rồi. Gia Minh, con chắc là ở vườn trên không chứ? Cái này, không đúng lắm, mình chỉ đặt phòng thường, ở tầng 1 thôi, chỉ thế thôi mà, đã khiến tôi chảy máu túi tiền rồi. Còn vườn trên không 3 triệu, tôi không có tiền đó, và cũng không đủ tư cách đâu. Đó là Diệp Tổng của tập đoàn Diệp Thị, ông ấy đã đặt riêng cho ông Từ và bà Từ. Gia Minh, anh vừa được thăng chức, trở thành quản lý cấp cao của tập đoàn Diệp Thị, Diệp Tổng đã mời anh đến vườn trên không đấy sao? Xem ra, ông ấy thật sự coi trọng anh đấy, này này. Không chỉ là coi trọng đâu, mà là ưu tiên đào tạo luôn. Đúng vậy, người bình thường không có được đãi ngộ này đâu, biết đâu sau hôm nay. Gia Minh còn có thể thăng 3 cấp liền, bây giờ cháu vẫn chỉ là một quản lý bình thường của tập đoàn Diệp Thị thôi. Hơn nữa, quyết định thăng chức chính thức vẫn chưa có đâu, mọi người cứ khiêm tốn đi, khiêm tốn thôi. Đúng đúng. Nghe thấy chưa, mọi người hãy giữ khiêm tốn cho tôi, từ nay về sau Từ gia chúng ta cũng sẽ bước vào tầng lớp thượng lưu. Đúng vậy, khi chúng ta bước vào cổng vườn trên không này, ngay tại giây phút này, chúng ta đã là người thượng lưu rồi. Đúng vậy. Mời vào trong. Mời, đi nào. Các người đi nhầm chỗ rồi sao? Anh tôi đã bao chọn phòng vườn trên không này để tổ chức tiệc sinh nhật. Đúng vậy. Cái đám họ hàng nghèo khó đến ăn trực. Đi đi. Không hổ danh là 3 triệu một đêm, vườn trên không sao. Trang trí y như hoàng cung vậy. Nếu không phải là nhờ Gia Minh, chúng ta cả đời này cũng không có cơ hội đến nơi này. Khách sạn Hoàng Quan, kính chào bà Từ và gia đình, chúc tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Nhầm rồi, nhà chúng tôi là con trai, các anh phải gọi là thiếu gia mới đúng. Đúng vậy. Có người đã nhầm lẫn rồi. Lập tức dọn món lên, khách của chúng ta đã đến đông đủ rồi. Vâng. Có một số người thật là không biết xấu hổ mà, còn dính chặt như cao su, gỡ mãi cũng không rời. Này tôi nói này lão nhỉ, lúc nãy không phải cậu nói không đến sao, sao lại định đến ăn trực sao? Không đúng đâu nhỉ, đây là chỗ anh tôi bao chọn mà, sao các người lại ở đây? Thật là nực cười, đây là khách sạn Hoàng Quan, nơi xa hoa nhất Kinh Hải. Còn khu vườn trên không này, là viên ngọc quý của Hoàng Quan, mấy người nhà quê này, ngay cả bước qua cửa, cũng không có tư cách, còn dám ở đây nói linh tinh. Mẹ tôi không nói linh tinh, chính bác tôi đã bao chọn nơi này cho tôi tổ chức sinh nhật. Các người nhìn xem, đây chính là kiểu giáo dục của nhà nghèo, còn nhỏ tuổi mà nói dối không chớp mắt. Nói dối mà không biết xấu hổ. Được rồi, dù sao thì, cũng vẫn là người trong một nhà, mọi người đừng cãi nhau nữa, nếu họ muốn đến ăn ké, thì cứ để họ ăn một miếng đi. Anh cả, rộng lượng thật. Anh hai, cả nhà anh không mau cảm ơn anh cả đi. Nếu là người khác, tôi đã đuổi đi ngay rồi, nhưng vì ba đã lên tiếng, thì các người cứ ở lại đi. Mọi người à, chào mừng đến đây, mời mọi người ngồi, mời ngồi. Mọi người tự tìm chỗ ngồi nhé. Chẳng phải nói rằng, nơi này, đã được anh rể bao chọn sao? Mọi người cứ tìm chỗ ngồi trước, đợi anh cả tôi đến, sẽ rõ ngay thôi. Chúng ta, qua ở bên đó đi.
chỗ này có người ngồi rồi, mấy người ngồi qua bên kia đi. Chúng ta ngồi ở đây. Chỗ này có người rồi, đi chỗ khác ngồi đi. Các người đúng là không biết xấu hổ, dám ngồi vào, chỗ dành riêng cho gia đình chúng tôi. Có tìm được chỗ ngồi không? Em hai à, em xem, không phải anh cả không cho em ngồi, thực sự không gian ở đây có hạn, không có chỗ ngồi cho các em đâu. Tôi thật sự ngưỡng mộ một số người, mặt dày hơn cả tường thành. Nếu là tôi, sớm đã không còn mặt mũi mà ở lại rồi, phải đấy, đây là vườn treo đấy. Các người có thể vào được, đã là may mắn rồi, về lại cái xóm nghèo đó, còn có cái để khoe, các người thật quá đáng, hay là chúng ta đi thôi. Chỗ này đúng là không phải, nơi chúng ta nên đến. Con tin bác con, người nên đi là bọn họ. Hôm nay là sinh nhật của Năn Năn, con bé muốn tổ chức ở đâu thì tổ chức ở đó. Đúng vậy, không có chỗ ngồi, thì sao lại không thể tổ chức sinh nhật cho Năn Năn. Chọn cái này đi. Diệp Tổng, gia đình ông Từ đã vào phòng rồi, ông xem, món quà bất ngờ dành cho Năn Năn. Tôi muốn đích thân mang đến, ngoài ra, Từ gia và bạn bè của em gái tôi, những năm qua họ đã chăm sóc rất nhiều, tôi cũng đã chuẩn bị quà cho họ. Hãy sắp xếp chu đáo, Từ gia đúng là gặp may, được kết thân với em gái của Diệp Tổng. Sau hôm nay, chắc chắn sẽ phát đạt, trở thành gia tộc số 1 của Kinh Hải. Bánh và quà đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta nên đi thôi, đi nào. Đây là chiếc bánh mà tôi tự tay làm cho Năn Năn, nó hơi nhỏ một chút. Quà tặng là chúng tôi góp tiền mua, Năn Năn luôn nói, con bé thích những chiếc váy nhỏ, tôi luôn nhớ điều đó, này bánh đến rồi đây. Nào nào, đây là bánh mà Tam Gia Gia, đặc biệt chuẩn bị cho Lượng Lượng, cảm ơn Tam Gia Gia, ngoan lắm, bộ vest nhỏ này là hàng cao cấp đặt riêng giá 3 vạn một bộ, là quà sinh nhật cho Lượng Lượng. Cảm ơn cô bác. Cảm ơn. Vậy chúng ta cắt bánh kem nhé. Này. Con không muốn cắt, con không muốn chia cho mọi người, con muốn tự ăn một mình. Lượng Lượng. Con ăn một mình cũng không hết đâu, bánh lớn thế này mà. Đúng rồi đó Lượng Lượng, ba con đã mua cho con một cái bánh kem lớn hơn. Chúng ta thay đồ mới rồi, cùng ăn bánh kem nhé. Năn Năn, cái này là cho con ăn đấy, mẹ đã nói rồi, đồ ngon thì phải cùng chia sẻ. Miếng bánh nhỏ thế này, ngay cả chó nhà mình cũng không thèm liếm, nó định chia cho ai vậy? Lượng Lượng à, có lẽ Năn Năn từ nhỏ, đã chưa từng được ăn bánh kem, con mang cho bạn ấy một miếng đi nhé, ngay cả bánh kem cũng không mua nổi, đúng là đáng thương, đi nào chúng ta cùng đi. Cứ ăn đi, thường ngày em đâu có ăn được mấy thứ này. Miếng bánh nhỏ thế này, còn không bằng một miếng bánh sinh nhật, một miếng cắt lớn hơn cũng không có. Cảm ơn em không cần, bảo ăn thì cứ ăn đi, em không ăn. Này cháu, bộ đồ mới của con. Sao lại thành ra thế này? Đứa trẻ này, lại dám làm bẩn, bộ đồ mới của nhà chúng tôi. Bộ đồ này tôi tốn 30.000 đấy, con không cố ý mà, con dám cãi lại sao? Năn Năn thật sự không cố ý đâu. Để tôi giặt cho là được rồi. Các người có biết không, bộ đồ quý giá như thế này không thể giặt bằng nước được. Họ thì biết cái gì chứ. Nếu giặt hỏng rồi cô đền nổi không? Cô nghĩ quần áo của các người 299. Áo của tứ cô tặng cho Lượng Lượng, giá trị 30.000 đấy. Các người gom tiền mua áo chỉ chưa tới 300. Các người thật là nghèo nàn. Cháu thích không được sao? Người thích thì đó là việc của ngươi. Áo của Lượng Lượng nhà tôi, cô đền được không? Tôi đền, cô đền. Cô đền nổi không? Như Yên đừng kích động, dù sao cũng là người một nhà mà. Theo ta thấy, để Năn Năn, xin lỗi Lượng Lượng nhà chúng ta, chuyện này coi như xong, xin lỗi là không đủ đâu. Theo con thấy con bé này, chắc chắn là ghen tị với Lượng Lượng nhà chúng ta, ăn mặc đều tốt hơn cô bé. Con bé cố ý mà, con bé nhất định phải quỳ xuống, phải lại đầu xin lỗi Lượng Lượng của chúng ta. Cô,
Xin lỗi thì được, nhưng lại đầu thì có hơi quá rồi. Thế cô đền nổi không? 30 vạn, nếu cô có thể đưa ra ngay tại chỗ, tôi sẽ không truy cứu nữa. Mẹ ơi! Là lỗi của con Năn Năn. Năn Năn không phải lỗi của con. Tôi thay mặt Năn Năn xin lỗi các người. Quỳ hay lại cũng được. Tôi chấp nhận. Cô xin lỗi đi. Được, dù sao thì con hư tại mẹ. Cái đứa con gái này, vô giáo dục như thế này, cũng là tại cô không dạy được. Nhà anh hai nghèo quen rồi. Người ta nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Người lớn như vậy thì làm sao dạy con nên người được. Cũng không hẳn là như vậy. Chỉ là Năn Năn nhà này, thực sự kém xa so với Lượng Lượng. Vì vậy, ảnh hưởng của gia cảnh, đến con trẻ. Như Lượng Lượng nhà tôi, lớn lên chắc chắn sẽ có tiền đồ. Còn con bé này, tôi nghĩ sau này lớn lên, chắc cũng sẽ giống mẹ nó thôi, lại đi bán bánh bao. Yến Tử Hà. Tôi thay mặt Năn Năn xin lỗi các người. Đừng vội, con gái cô làm vậy, khiến cả nhà tôi rất bực mình. Nó còn là trẻ con, tôi chỉ bắt nó xin lỗi Lượng Lượng. Nhưng cô là người lớn, cô phải xin lỗi cả nhà tôi, để tạ lỗi, không sai. Tôi xin lỗi, Yên Tử. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà, bữa tiệc như nhà chúng tôi, không phải loại nghèo hèn như các người, có thể tham gia đâu, bộ đồ này có thể không đền, nhưng đừng lãng phí chiếc bánh này. Dừng lại. Ai dám động đến em gái tôi? Bác lớn. Có sao không? Năn Năn đừng lo lắng, bác đến rồi. Ai cho phép các người bắt nạt em gái và cháu gái tôi? Còn nữa, đây là nơi tôi đã bao chọn cho họ, làm sao để các người có thể chiếm chỗ được? Diệp Yến à, cái ông anh này có phải là đầu óc đã bị cháy rồi không? Cái vườn treo này là do tổng giám đốc Diệp gia đích thân bao chọn cho con trai tôi, chiếm chỗ gì chứ? Chiếm chỗ chính là các người. Diệp tổng bao chọn cho anh. Anh là ai vậy? Chồng tôi là ai? Cô nghe cho kỹ đây, anh ấy là quản lý cấp cao của tập đoàn Diệp thị, cũng là một nhân tài được Diệp tổng trọng dụng. Tôi nghĩ Diệp tổng chắc không trọng dụng một người mà chưa từng gặp mặt đâu. Anh làm như mình là Diệp tổng vậy. Đúng thế, trong buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi đã từng gặp Diệp tổng. Ông ấy thật sự rất uy nghi và khí chất, làm sao có thể là anh trai của Diệp Yến đáng yêu này được. Nhìn từ xa cũng gọi là gặp mặt sao? Anh, chồng à, đừng nói nhảm với họ, em gái và cháu gái anh đã phá hỏng tiệc sinh nhật của con trai chúng ta, còn làm bẩn quần áo của nó nữa, chuyện này tính sao đây? Cô muốn tính sao, tôi sẽ theo tới cùng, còn tỏ vẻ nữa kia. Miếng bánh bị lãng phí đó. Có giá trị 500 tệ, bộ quần áo của con trai tôi tốn 30 vạn, chi phí thuê địa điểm là 3 triệu tệ. Ngay cả khi các người có thêm vào 60.500 tệ, tiền lẻ bù thêm, các người cũng không đền nổi, đừng có mà giả vờ. Diệp Yến à, đừng để anh trai cô gây chuyện nữa, ngoan ngoãn xin lỗi mọi người đi, chuyện này coi như qua đi. Càng làm ầm lên càng không tốt cho người khác đâu. Trợ lý Di Lục, mang quà cho Năn Năn tới đây. Vâng. Lại còn giả vờ nữa, tôi không nói đến bộ quần áo của con trai tôi nữa. Món quà mà các người chuẩn bị, có thể bù đắp được giá trị của miếng bánh kia không? Tôi sẽ cho em gái cậu lại ít hơn vài cái. Anh hai, mọi người nhà anh đừng làm rối lên nữa, nhanh lại tạ lỗi rồi rời đi đi, vẫn chưa đủ mất mặt sao? Thôi được rồi, mau ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi, đừng làm lỡ mất sinh nhật của Lượng Lượng. Đầu bếp Quốc Yến làm bánh kem đặt riêng, giá 3.680.000, do nhà thiết kế hàng đầu nước Mỹ làm thủ công. Giá 8.670.000. Chỉ đáng giá chừng đó thôi sao? Vườn trên không của khách sạn Hoàng Quan, cộng với phí dịch vụ toàn bộ buổi tiệc, 17 triệu. 17 triệu. Điều này không thể nào, tôi không chỉ bao chọn vườn trên không, mà là toàn bộ khách sạn Hoàng Quan. Anh rốt cuộc là ai? Tôi là ai không cần anh quan tâm, không phải muốn tính toán sao? Số tiền bao chọn cả khách sạn này, các người không trả nổi đâu, số tiền còn lại là 60.500. Tiền mặt hay chuyển khoản? Bác đúng là giỏi thật. Bác đã nói, sẽ bảo vệ mọi người mà. Anh à, món quà này của anh, có phải là hơi tốn kém không? Cô bé đáng yêu nhà anh, xứng đáng nhận món quà sinh nhật tốt nhất trên đời,
Những năm qua, nhờ có gia đình em rể đã chăm sóc cho em gái và cháu gái của anh, nhờ mọi người đã ra tay giúp đỡ. Khi thấy bất bình mà em gái và cháu gái của anh mới vượt qua được khó khăn, anh cũng đã chuẩn bị quà cho mọi người rồi. Một lát nữa sẽ có người mang đến. Anh à, thật sự không cần phải làm vậy đâu. Yến Tưởng là người nhà của chúng ta mà. Chăm sóc và yêu thương con bé là điều chúng tôi nên làm mà. Đúng vậy, làm như vậy thì quá khách sáo rồi. Phải đấy. Tôi cũng chỉ là một người tàn tật, không giúp được bao nhiêu, còn làm phiền đến Yến Tử nữa. Không cần đâu. Tấm lòng này tôi nhận rồi. Cảm ơn bác của Năn Năn. Phải đó, tôi và Yến Tử là bạn thân từ nhỏ, sau này lại trở thành mẹ đỡ đầu của Năn Năn, giúp đỡ Yến Tử và Năn Năn là vì tình cảm, chứ không phải vì muốn được đền đáp. Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người, tôi và Năn Năn cũng không thể chống chọi được lâu như vậy. Vì vậy mọi người cứ nhận đi. Nếu không, Năn Năn cũng sẽ không vui. Nghe rõ chưa? Hôm nay Năn Năn là nhân vật chính, mọi người phải nghe lời cô bé. Quyết định vậy nhé. Chuyện của tôi đã xong. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính chuyện của em gái và cháu gái tôi. Không cần đâu, dù sao cũng là người trong nhà. Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Các người một đám người lớn, lại đi bắt nạt cháu gái tôi mới khỏi bệnh nặng, còn ép đầu em gái tôi, để cô ấy lại đầu quỳ xuống. Chỉ một câu hiểu lầm là xong sao? Vậy anh muốn thế nào? Thế này đi, 6 vạn đó quy thành bánh kem. Trợ lý Diệu, cắt một miếng bánh cho người phụ nữ này, để cô ta quỳ xuống lại, tiện thể, để cô ta nếm thử mùi vị của bánh kem. Được rồi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Không, đừng mà. Khoan đã. Lấy một hóa đơn giả và một chiếc bánh sinh nhật rẻ tiền, cùng với chiếc váy hàng chợ. Muốn lừa gạt tôi sao? Không dễ vậy đâu. Anh nói là anh bao trọn khách sạn này, nhưng tôi vừa kiểm tra rồi. Trên trang web chính thức của khách sạn Hoàng Quan, người bao trọn khách sạn chính là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Diệp Thị, ngài Diệp Tổng. Có khi nào anh ta chính là Diệp Tổng không? Đừng đùa nữa, Diệp Yến chỉ là một cô gái nghèo nàn thôi. Anh trai cô ta thì có tài cán gì chứ, còn dám mạo nhận là đại gia ở Giang Nam. Tôi nghĩ, đám người này chỉ là do tên họ Diệp đó, mời đến để tạo không khí. Dám mạo nhận đại gia, Tổng Giám đốc Diệp gia, đúng là sống quá chán rồi. May mà có Gia Minh, là quản lý cấp cao của Tập đoàn Diệp Thị, nếu không thì, chúng ta đã bị hắn lừa rồi. Diệp Yến là cô làm tôi sợ chết khiếp, cô nói xem, cô bày ra cái trò này, còn giả mạo làm Diệp Tổng nữa. Đúng là ngốc, phải đấy, nghèo thì cũng thôi đi, còn gây chuyện lung tung, hôm nay cho dù họ có làm loạn đến đâu, cũng là tự chuốc lấy thôi. Cháu tin bác. Và tôi thấy, trí thông minh của các người cộng lại, cũng không cao bằng cháu gái tôi. Đừng có ở đây mà nói mấy lời vô nghĩa đó nữa, bảo an. Ông từ ông ra lệnh đi. Mấy kẻ nghèo hèn này, đã tự ý xâm nhập vào khu vườn trên không? Gây rối bữa tiệc sinh nhật của con trai tôi, còn có người dám giả mạo Diệp Tổng, anh nói xem nên xử lý thế nào. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là do Diệp Tổng đích thân dặn dò mình, chuyện lớn của ông chủ, không thể có sai sót, nhóm này gây rối thì thôi, còn dám giả mạo Diệp Tổng. Bữa tiệc hôm nay là Diệp Tổng chuẩn bị cho gia đình chúng tôi, phải làm gì thì anh hiểu rồi đó. Tất nhiên rồi, ông và con trai của ông là khách hàng quý giá nhất của chúng tôi, yêu cầu của ông tôi nhất định sẽ đáp ứng, dọn dẹp hết đám này. Táo tợn. Trước khi ra tay tôi khuyên anh suy nghĩ kỹ, tôi không có gì phải suy nghĩ, chính anh đã làm loạn bữa tiệc, giả mạo làm Diệp Tổng, nghĩ xem nên chết thế nào đi, to gan, diễn cũng khá giống đấy, diễn giống đến mấy cũng vô ích thôi. Tôi có tin tốt muốn thông báo với mọi người, bữa tiệc hôm nay, Diệp Tổng sẽ đích thân đến dự, cùng lúc đó, Chủ tịch Châu của khách sạn Hoàng Quan chúng tôi, sẽ thay mặt Diệp Tổng dành tặng gia đình Từ và tất cả các vị khách mời một món quà lớn. Diệp Tổng cũng đã chuẩn bị quà cho tôi, sao tôi lại dám nhận chứ? Ông chủ chúng tôi nói rồi, đây là món quà mà Diệp Tổng chuẩn bị để cảm ơn gia đình Từ và các vị khách mời. Anh rốt cuộc có phải là Diệp Tổng không? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Con tin vào bác. Em cứ nghe theo lời của người sinh nhật là được rồi. Cô Diệp cứ chờ xem nhé. Diệp Tổng thực sự đã chuẩn bị quà cho các vị khách mời và Từ gia, Diệp Tổng cũng sẽ đến dự, nhưng tất cả những điều này không liên quan đến các người.
Không liên quan đến chúng tôi sao? Chẳng lẽ lại liên quan đến những kẻ gây rối, giả mạo Diệp Tổng như các người? Vì Diệp Tổng cũng sẽ đến, và ông chủ khách sạn cũng đã chuẩn bị món quà lớn cho chúng tôi, vậy có phải nên dọn dẹp hiện trường không? Hãy đưa những kẻ giả mạo này ra ngoài, tất nhiên có tôi ở đây, tuyệt đối không để họ gây phiền phức. Hành động đi! Năn năn! Thả con tôi ra, đừng động vào, các người nhất định muốn gây chuyện ở đây sao? Đừng trách tôi không nể mặt đứa trẻ này, thử động vào con bé xem, thử xem, bảo họ lùi lại đi. Lùi lại! Không thể không nói rằng, dưới tay anh mấy tên này cũng không tồi, đúng là có chút bản lĩnh, nhưng điều mà ngươi không nên làm nhất chính là, gây rối với chúng tôi, gây rối là các người, đây là nơi mà anh trai ta đã bao trọn, đến nước này rồi, mà còn mơ tưởng sao? Nếu các ngươi không chịu rời đi, thì hãy ở lại đây, dù sao Diệp Tổng và ông chủ khách sạn, cũng sắp đến rồi. Ngươi và Diệp Yến quỳ xuống cho ta. Mẹ bác đừng mà. Các người đờ nát tìm cái chết sao? Ai đang tìm cái chết đây? Dừng lại, Năn Năn, tôi là anh trai của cô ấy. Cũng là chú của Năn Năn, có gì thì cứ nhằm vào tôi, thật gan dạ đấy, vậy thì ngươi quỳ thay cho họ đi. Diệp Tổng, còn gọi Diệp Tổng, anh xứng đáng sao, thời gian của anh không còn nhiều nữa đâu, quỳ dưới đất mà còn dám kiêu ngạo, dám nhìn tôi thêm lần nữa xem. Không kiêu ngạo nữa rồi sao? Tôi thích nhìn anh bất lực. Vẫn không làm gì được tôi. Thả cháu gái tôi ra. Đây là tối hậu thư cuối cùng cho anh. Tối hậu thư cuối cùng, tôi sợ quá. Thả anh trai tôi ra, biến đi chỗ khác. Diệp Tổng, người của anh đâu rồi? Chồng tôi đã dẫm anh dưới chân, mà không thấy anh có tài cán gì. Đợi khi Diệp Tổng thật đến, tôi sẽ giao anh cho ông ấy. Lúc đó tôi sẽ lập công lớn. Anh sai rồi. Hôm nay tôi sẽ xem, là cái miệng cứng đầu của anh, nắm đấm của ai cứng hơn, giúp đỡ khi khó khăn đáp lại bằng lòng biết ơn. Tập đoàn Diệp đặc biệt mang lễ vật, biểu thị lòng biết ơn đến các thân hữu. Tập đoàn Diệp tặng một biệt thự cao cấp tại Vân Đỉnh Biệt Uyển. 10 chiếc xe hạng sang. Vòng ngọc phỉ thúy Long Phụng, dạ Minh Châu từ Đông Hải, nhân sâm núi ngàn năm. Đồ hỗn xược. Ai cho phép làm thế? Tôi làm đấy. Anh, ông Châu, lễ vật này là Diệp Tổng cho chồng tôi, nhưng bị lũ rác rưởi này phá hoại, còn giả mạo Diệp Tổng. Có phải nên đuổi đi không? Phải rồi. Phá hỏng buổi tiệc, ép người quỳ xuống, phải đuổi ra ngoài. Ông Châu, ông biết phải làm gì chứ? Im đi, đây có phải chuyện của anh không? Người im là anh. Đây có phải chuyện của anh không? Người đâu giữ anh ta lại? Diệp Tổng xin lỗi, là do tôi quản thuộc hạ không tốt. Đi thôi. Anh ta thật sự là Diệp Tổng. Năn Năn, chờ bác một chút. Trợ lý Diệu. Từ bằng bao năm nay, cảm ơn anh đã chăm sóc em gái tôi. Đây là căn nhà ở Vân Đỉnh Biệt Uyển, có thể ở thoải mái hơn, thang thần y nhất phẩm. Nó quá đắt. Tôi không thể nhận. Từ bằng anh cứ nhận đi. Như vậy, cũng có thể đón ba mẹ, về đây sống chung. Cầm lấy. Vậy tôi xin nhận. Cảm ơn Diệp Phi, anh đã giúp chúng tôi cứu Năn Năn. Còn tặng chúng tôi những món quà quý giá này. Cảm ơn. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Đây là rượu Mao Đài cung đình cao cấp, tổng cộng 108 chai. Cảm ơn anh Từ vì đã chăm sóc em gái của Diệp Tổng. Đây là xe Bentley phiên bản giới hạn, tổng cộng 10 chiếc. Cảm ơn các vị thân hữu vì đã chăm sóc em gái của Diệp Tổng. Được rồi, đủ rồi. Việc này để tôi tự làm. Em gái. Dù anh không tham dự lễ cưới của em, nhưng anh đã sớm chuẩn bị sẵn cho em. Anh à, anh đang. Cái này, đây là phiên bản giới hạn toàn cầu, nước mắt hải thần, chiếc nhẫn này, giá xuất xưởng đã hơn 1 tỷ rồi.
Cái này là anh trai, anh đã không làm chủ hôn đám cưới của em. Dù ở đây, cảnh vật đơn sơ, nhưng anh vẫn hy vọng có thể tận mắt chứng kiến giây phút hai em hứa hẹn với nhau. Anh em hiểu rồi. Được rồi, những thứ cần đưa đã đưa xong. Tiếp theo, A sẽ tính toán sòng phẳng với các người. Anh định xử lý họ như thế nào? Lúc nãy họ bắt nạt cháu thế nào? Cháu muốn trừng phạt họ ra sao? Mấy người xấu xa này, bắt nạt mẹ chú và dì. Còn đánh cả cậu tôi muốn các người xin lỗi. Không xin lỗi đâu, tại sao tôi phải xin lỗi? Lại đây, con là đồ bất hiếu. Tất cả là do con, mau xin lỗi đi, từ Gia Minh, dù cho phòng này là do họ đặt, chúng ta đi là được, anh vì đứa nhỏ đó, mà mắng con mình, anh đáng là ba à, im đi, tất cả là lỗi của cô. Nếu không phải cô chiều hư thằng Lượng, chúng ta có đắc tội với họ không, đều là người nhà, ăn bữa cơm có gì to tát đâu, giờ thì mọi thứ, xong hết rồi. Năn năn hiền lành, không biết xử lý ra sao, chỉ bảo các người xin lỗi, các người lại không quý trọng cơ hội, đã như vậy. Vậy để tôi thay Năn Năn trừng phạt các người. Trợ lý Diệu, thông báo công ty sa thải từ Gia Minh, đuổi ra ngoài. Tất cả công ty thuộc tập đoàn Diệp đều không được tuyển dụng bất kỳ ai trong Từ Gia. Diệp tổng, tôi sai rồi. Diệp tổng, tôi xin lỗi, là tôi không biết nhìn người, tôi mù mắt. Năn Năn, Từ Bằng, Diệp Yến. Từ Bằng, Diệp Yến, các người hãy bảo Năn Năn tha thứ cho tôi. Dù gì chúng ta cũng là người nhà. Người nhà, bây giờ mới biết chúng ta là người nhà à? Lúc nãy khi tôi cầu xin các người tha cho chúng tôi, các người đã làm gì? Năn Năn vừa rồi đã cho các người cơ hội rồi. Lúc trước bảo các người chia đều số tiền, quỳ xuống xin lỗi, các người không chịu. Đã vậy thì, ông Châu, tiền họ đã tiêu ở đây, hãy tính toán kỹ lưỡng với họ. Các khoản khác chưa bàn đến, riêng chi phí bao phòng là 3 triệu. Ông Từ, ông thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ? 3 triệu, chúng tôi làm gì có nhiều tiền như thế, nếu không có tiền, thì rửa bát 3.000 một tháng, rửa đến khi trả hết nợ, hoặc là vào tù. Vào tù, tôi không muốn vào tù, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thằng Lượng nhà tôi, ông Diệp Ốc Châu. Tôi biết sai rồi, tôi không muốn vào tù, cầu xin các người tha cho tôi, dẫn đi. Đừng vào tù, chúng ta là họ hàng cơ mà. Giờ thì không ai làm phiền chúng ta nữa rồi, an toàn rồi. Từ Bằng, chúng ta tiếp tục tổ chức sinh nhật cho Năn Năn. Năn Năn, mau ước đi. Năn Năn ước gì vậy? Con ước ba mẹ luôn khỏe mạnh, chú và cô kiếm được thật nhiều tiền, và con muốn ở bên bác mãi mãi. Được, bác hứa với con sẽ không bao giờ để con lạc mất nữa. Diệp Yến, đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Nơi tốt như thế này, con không gọi ba con à? Ba nuôi con uổng công rồi. Sao ông lại tới đây? Ông chính là ba nuôi của Diệp Yến. Lý Kim Long, đúng vậy, ta chính là ba nó. Thằng nhãi, ngươi là anh trai hờ của con gái ta à? Có phải ông anh rẻ không? Nhìn ngươi thế này mà còn tiền sao? Bác đừng để ý đến ông ta. Ông ta là người xấu. Ông ta thường bắt nạt mẹ cháu. Là người xấu đúng không? Bác biết rồi, tên nhóc nói nhảm gì đấy? Ông là người tốt đấy. Người tốt hiểu không, Lý Kim Long, đồ cầm thú bán con. Sao ông tới đây, chúng tôi có mời ông đâu. Ta tới làm gì à? Phì, ta nuôi nó lớn như thế này, tốn bao nhiêu tiền, giờ thì... Ha ha, cuộc sống khấm khá rồi, ta là ba nó, chẳng phải tới để hưởng phúc là đúng rồi sao? Lý Kim Long đủ rồi, ai mà không biết Diệp Yến, bao năm qua sống với ông, toàn là nó, làm việc cật lực kiếm tiền nuôi ông. Nó đã tốn bao nhiêu tiền cho ông? Chẳng lẽ ông không rõ, nếu không vì ông, Diệp Yến cũng đâu phải khổ thế này. Thế thì sao, ta là ba nó. Nó phải hiếu thảo với ta. Nếu không, về nhà với ta. Diệp Yến không phải công cụ kiếm tiền của ông, cũng không phải món hàng mua bán. Ơ, hay thế nào? Ngươi muốn nó à? Được thôi, đưa tao 1 triệu. Nếu không, ta sẽ từ mặt nó. Cắt đứt quan hệ ba con với nó. Gì mà 1 triệu?
Anh đừng nghe ông ta. Em sẽ không theo ông ta đâu, bác đừng đưa tiền cho ông ta. Ông ta thường xuyên bắt nạt cháu và mẹ. Ông ta còn muốn bán mẹ. Lý Kim Long. Ông là đồ cầm thú, được tôi đồng ý với ông. Thật sao? Tốt quá ha ha. Diệp Tổng, vẫn là anh là người hiểu biết. Anh yên tâm, sau khi tôi nhận được tiền, sau này tôi phải. Tôi hứa với ông không phải là 1 triệu, mà là 1.000 cái tát. Hả, người đâu, đưa ông ta ra ngoài cho tôi. Này thả ta ra, các người đang làm gì? Diệp Yến đổ vong ơn bội nghĩa, trơ mắt nhìn ta bị người khác đánh à. Anh à, em còn tưởng rằng, anh muốn đưa cho ông ta 1 triệu à, nhiều như vậy không đáng đâu. Tiểu Yến em nghĩ anh ngốc à, em là người thân duy nhất của anh, đừng nói là 1 triệu. Cho dù là 1 tỷ, cũng không sánh bằng em, con trai còn có con gái nữa, Năn cũng là người thân của bác. Suýt chút nữa quên mất rồi. Cô con gái cưng nhất, bác xin lỗi con, vậy thì Nam giúp, cùng chia bánh kem nhé. Được. Chúng ta cùng chia bánh với con gái nhé. Diệp Yến đồ vô ơn, cứ đợi đấy. Ta sẽ không để các người yên đâu. Anh à, ai đã lo cho Năn nhiều rồi. Còn cho con bé học trường tốt thế nữa. Em thấy ngại quá, Diệp Yến em còn nói như thế nữa. Anh sẽ giận đấy, trước đây anh không có điều kiện, giờ có khả năng rồi. Anh nhất định phải cho Năn cuộc sống tốt nhất. Anh đã nỗ lực kiếm tiền, chẳng phải là vì một ngày tìm được em, cho em và Năn cuộc sống tốt sao, anh à. Cảm ơn bác là tốt nhất, Năn muốn cùng bác đi học mẫu giáo, thôi nào Nunu, bác là người lớn rồi, không thể đi học mẫu giáo với con được. Đi thôi. Đừng cứ quấn lấy bác nữa, tạm biệt bác. Tạm biệt. Đi thôi. Việc tôi giao, làm đến đâu rồi, Diệp Tổng, đã dặn dò hiệu trưởng rồi, không cần quá phô trương, nhưng có một điều phải đảm bảo, tôi không muốn Năn ở trường mẫu giáo bị bất kỳ ai bắt nạt. Ai mà khiến hiệu trưởng phải đích thân ra đón thế? Đó chính là Diệp Tổng của tập đoàn Diệp Thị. Lát nữa gặp cháu gái của ông ấy, đừng làm con bé giận nhé. Ai dám làm con bé giận, tôi sẽ xử lý người đó. Được. Ồ, đây chẳng phải là học bá của chúng ta, chưa học xong đã bỏ học rồi. Nhà chị Phỉ Phỉ cũng học ở đây à? Đây là trường mẫu giáo tốt nhất Kinh Hải. Chỉ có những người như chồng tôi, tài sản hàng chục triệu, mới trả nổi học phí ở đây. Ở đây yêu cầu cao đến vậy sao? Tất nhiên rồi, nhưng một kẻ bán hàng vỉa hè như cô. Đến đây làm gì, chẳng lẽ quầy hàng bị tịch thu rồi, nên đến đây xin làm lao công. Đúng là cả đời, chỉ có thể làm đồ bỏ thôi. Không nói xấu mẹ tôi, mẹ ngươi chỉ là kẻ bán hàng rong bẩn thỉu thôi, toàn là mùi hôi thối. Không phải đồ bỏ thì là gì? Mẹ ơi, con không thích cô ta. Nghe chưa, con tôi không muốn thấy các người, trường mẫu giáo này. Muốn làm lao công ở đây cũng không được, dù cô tin hay không. Tôi nói rồi, tôi không đến đây xin việc. Năn chúng ta đi. Ai cho cô vào, cả người toàn mùi hôi thối, con tôi còn phải học ở đây. Các người tránh ra. Tôi đến để đi học. Không tránh. Ngươi có quyền gì mà được nói câu đó? Đau, ngươi thuộc giống chó à? Diệp ứng cô dạy con kiểu gì vậy? Mau bảo nó xin lỗi tôi, rõ ràng là cô động tay trước. Dựa vào đâu, bắt con gái tôi xin lỗi trước? Dựa vào, tôi dẫn con trai tôi đến đây để học, còn cô, chỉ đáng đến đây xin việc, làm lao công thấp kém. Mẹ ơi, con có làm sai không? Con không làm sai con gái, là bọn họ cố tình gây sự với chúng ta. Con phải nhớ, chúng ta có thể tốt bụng, nhưng tuyệt đối không được yếu đuối. Những kẻ vô lễ này, chúng ta không cần để ý. Các người đang làm gì vậy? Có biết đây là trường học không? Chúng tôi đến đây, đội trưởng Lý, có người lạ xuất hiện ở cổng trường. Tôi rất lo lắng về sự an toàn của con trai tôi. Cô nói gì thế, chúng tôi đến đây nhập học? Cô này đâu ra vậy? Học sinh trường mẫu giáo Hoa Hoa chúng tôi, cũng dám gây sự à? Người đâu? Đuổi người này ra ngoài cho tôi, nếu còn xuất hiện ở trường đây, tôi gặp một lần đánh một lần. Các người muốn làm gì?
Một kẻ khả nghi. Lang thang trước cổng trường mẫu giáo. Quấy rối phụ huynh học sinh. Mẹ tôi không phải là kẻ khả nghi, tôi đến đây để đi học. Các người đừng bắt nạt mẹ tôi. Chúng tôi đến đây để nhập học, không phải kẻ khả nghi, các người có hiểu lầm gì không? Đội trưởng Lý nghe cô ấy nói gì không? Cô ấy nói đến để nhập học, ông tin không nhập học. Một người lớn một đứa trẻ nghèo khổ. Cũng không nhìn xem đây là đâu, đây là trường mẫu giáo cao cấp. Không phải ai cũng có thể đến học đâu, chỉ tiền học phí đã bắt đầu từ 50.000, các người lừa ai đấy? Học phí của con gái là anh tôi đóng, hơn nữa anh tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng, các người không tin thì hỏi hiệu trưởng còn hiệu trưởng cơ, Diệp Yến. Tôi nói rõ cho cô biết, hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa Hoa, chính là ba chồng tôi, cô dám lấy hiệu trưởng dọa tôi, tâm địa của cô, sao mà xấu thế? Đúng vậy, nếu anh cô quen hiệu trưởng. Tại sao mẹ của Khải Khải không biết? Còn định lừa tôi à, muốn chết hả người đâu? Đánh kẻ lừa đảo này cho tôi, rồi đưa đến đồn cảnh sát. Này này, các người làm gì đấy, sao lại chạy ra cổng? Hiệu trưởng vừa nhận được tin, con dâu của ông báo, có người phụ nữ dẫn theo con, đang gây rối trước cổng, con nói anh cô ta quen với ông, hiện tại, đội trưởng Lý bảo, đưa đến đồn cảnh sát, anh trai. Một phụ nữ dẫn theo bé gái quen biết tôi. Chẳng lẽ là tiêu rồi? Tên phá ra, hại chết tôi rồi. Thả tôi ra, năn năn thả con gái tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Chúng tôi không học ở đây nữa, thả tôi ra, không học ở đây nữa. Cô hoàn toàn không xứng học ở đây, muốn đi cũng được. Để con nhóc này, xin lỗi con trai tôi. Đợi khi con tôi vui rồi, tôi sẽ thả cô đi, đừng bắt nạt mẹ tôi nữa. Tôi xin lỗi được chưa? Năn năn đừng xin lỗi, chúng ta không có lỗi. Mẹ ơi, Diệp Yến, tôi hiểu sao cô học giỏi vậy mà chỉ có thể bán hàng ngoài đường, cô không có một chút hiểu biết nào. Cô biết không? Ra ngoài làm ăn phải có thực lực. Cô không có thực lực, lấy gì nói đến lòng tự trọng? Nếu không xin lỗi ngay, tao sẽ khiến mẹ mày mất mặt. Làm trò cười đấy, đừng bắt nạt mẹ tôi nữa. Tôi xin lỗi được chưa? Đúng rồi đó, tôi xin lỗi, tôi không nên cắn cô. Cô tha thứ cho tôi được không? Bỏ tay bẩn của mày ra. Bẩn quá đi. Chúng tôi đã xin lỗi rồi, cho chúng tôi vào được không? Tôi chỉ đồng ý bảo, cô xin lỗi. Chứ không đồng ý cho cô vào. Đội trưởng Lý đưa cô ta đi. Đưa đi, dừng tay, hiệu trưởng. Dừng tay, hiệu trưởng, việc này không ngờ lại khiến ông ra mặt, tôi sẽ đuổi họ đi ngay. Người nên bị đuổi là anh, ai cho tùy tiện đuổi người, không biết phải đối xử, tử tế với từng học sinh sao, thả ra mau. Bà à, họ không phải học sinh của trường này. Bọn họ là người bán hàng rong, á, im ngay cho tôi, muốn hại tôi à. Cô ấy là người mà Diệp Tổng, đích thân bảo tôi chăm sóc, không ai được động vào, tôi cũng đã hứa với Diệp Tổng. Không ai được động, một sợi tóc của cô bé, giờ tốt rồi, các người ra tay luôn rồi. Muốn tôi đóng trường à? Tập đoàn Diệp Thị Diệp Tổng. Không thể nào. Sao cô ta có thể quen Diệp Tổng, tại sao lại không thể, mẹ tôi là em gái của cậu. Các người bắt nạt mẹ tôi, cậu tôi biết, chắc chắn sẽ tức giận, còn đứng ngây ra đó, mau xin lỗi đi. Là lỗi của tôi Diệp Yến, trước đây, chúng ta từng là bạn học, tha thứ cho tôi được không? Bạn học, cô từng coi tôi là bạn học à? Còn nữa, người cô nên xin lỗi không phải tôi, mà là con gái tôi. Con gái cô? Cô bảo tôi xin lỗi một đứa bé sao? Được không xin lỗi phải không? Năn năn chúng ta đi. Chuyển sang trường khác, này đợi chút đã. Mau xin lỗi họ đi, nếu không xin lỗi, tôi sẽ bảo con trai tôi ly hôn. Không không thể ly hôn, con xin lỗi. Xin lỗi, dì không nên coi thường con, tha thứ cho dì được không? Năn năn không hẹp hòi như vậy đâu, nhưng cô phải hứa với tôi, từ giờ không được, ăn hiếp tôi và mẹ tôi. Tất nhiên hiệu trưởng chuyện lần này. Tùy ước xử lý, năn năn chúng ta vào thôi, Đợi tan học, tôi sẽ tính sổ các người. Người phụ nữ này. Nuôi cô ta lâu như vậy, tôi không nuôi nữa, vì con nhóc kia, hưởng cuộc đời xa hoa như thế. Không được, phải nghĩ cách bắt cô ta nhả ra. Muốn chết à, ôi trời hổ ra, ôi trời là ngài à, làm sao đây, không muốn gặp hổ ra à? Tôi muốn. Không phải, hổ ra tôi không biết là ngài. Ôi trời hổ ra,
Đột nhiên nhớ ra, nhà tôi quên khóa nước. Tôi phải về, quay lại đây chạy đi đâu? A Hổ ra tha mạng. Không, Lý Kim Long. Món nợ 1 triệu, đến lúc trả rồi, vâng, tôi có tiền, sẽ đưa ngay cho ngài. Hổ ra. Ngài có thể, cho tôi 1 tháng được không? Không, một tuần thôi. Được không, 1 tuần đúng. Ôi Hổ ra, tôi không thể đợi lâu như vậy. Không có tiền à? Á, không có. Thì lấy cánh tay này đổi. Không. Đưa có, tôi có tiền. Sao không nói sớm, tôi sẽ đưa tiền ngay. Nhưng mà, tiền không ở chỗ tôi. Muốn chết, không, con gái tôi có tiền. Ở chỗ con gái tôi. Vậy mau gọi nó đến đây, nó đưa tiền cho tôi, thì tôi mới thả ông. Hổ ra, nhưng con gái tôi, nó tính tình không tốt, ngài xem. Nuôi nó cả đời, đến giờ, không chịu đưa 1 xu. Hổ ra, hay ngài giúp tôi. Tôi có cách, có khi nó, đưa cho hơn 1 triệu. Lý Kim Long. Ông nên cẩn thận đấy, nếu dám lừa tôi. Tôi đâm chết ông ngay, không dám, tôi không dám, bình tĩnh lại. Lý Kim Long, ông thật không phải người tốt. Nhưng mà tôi thích, ha. Ôi Năn, váy nhỏ của cậu đẹp quá. Đó là quà anh Nhật, cậu của mình mua cho. Năn, mình nghe nói, hiệu trưởng quen mẹ cậu. Mẹ cậu có phải là người rất giỏi không? Tất nhiên là vậy, mẹ mình giỏi lắm. Mẹ làm bánh bao ngọt. Ngon lắm luôn, lần sau sẽ mang cho các cậu ăn. Được, vui quá. Năn, người nhà con đến đón rồi. Mẹ mình đến rồi. Ngày mai mình sẽ mang bánh. Được, mẹ sao? Không phải ông con đón à? Tạm biệt. Mẹ đâu rồi? Ông đến đón con nhé. Nào, buông tôi ra ngay. Tên xấu xa, tôi muốn mẹ. Thả tôi ra. Nếu cậu tôi biết cậu sẽ rất giận. Yên tâm đi chút nữa. Mẹ cháu đến, sẽ mang tiền chuộc, lúc đó sẽ thả cháu đi. Những cái bánh bao này làm xong, sáng mai có thể mang cho con đi học. Còn lại vài cái, để cho anh ăn sáng. Alo, trong khoảng thời gian này. Cuộc sống của cô tốt thật đấy. Lý Kim Long, ông định làm gì? Ây da! Dù sao tôi cũng là ba cô. Dám nói chuyện với tôi như thế sao? Buông tôi ra, đồ xấu. Năn. Lý Kim Long, sao Năn ở đó? Ông định làm gì nó? Đừng lo lắng. Tôi chỉ đang nói chuyện với cháu gái. Chỉ là nói chuyện thôi. Căng thẳng gì chứ? Gần đây tôi hơi thiếu tiền. Anh trai giàu có của cô. Chắc phải cho tôi, vài triệu để tiêu, đúng không hả? Lý Kim Long, ông bị điên rồi. Năn dù sao cũng là cháu ông. Ông có còn lương tâm không? Im miệng, không đưa tiền, tôi sẽ khiến cô không bao giờ gặp lại con gái. Cô nghĩ kỹ đi. 5 triệu không thể thiếu 1 xu, nếu không cô đừng mong gặp lại con gái mình. Hừ. Anh Hổ, lời đã chuyển rồi. Anh chờ nhận tiền đi. Không sợ cô ta báo công an à? Báo công an ha. Cô ta tôi là ba cô ta. Chỉ cần giữ chặt đứa nhỏ, cô ta chắc chắn không dám làm gì đâu. Phải làm sao? Tiếp theo tiếp tục đi. Alo. Alo anh, Tiểu Yến. Anh Năn nó. Năn sao rồi? Có phải ở trường bị bắt nạt? Đợi chút anh qua ngay. Không phải đâu anh, Năn không ở trường, nó đang ở. Không được, không thể nói cho anh. Nếu Lý Kim Long biết chuyện, Năn sẽ gặp nguy hiểm. Nó đang ở nhà anh ạ. Anh em chỉ muốn mượn ít tiền để mua dụng cụ học tập cho Năn. Tiểu Yến à, anh đã nói với em rồi mà, nửa công ty này đều để lại cho em. Còn nói là mượn tiền. Anh. Thôi được rồi, tiền lát nữa anh sẽ đưa, bảo trợ lý Triệu đem đến. 10 triệu có đủ không? Không, cần nhiều vậy, chỉ cần 5 triệu thôi. Thôi được, đừng nói nữa,
Anh tắt máy đây, tiền sẽ có ngay ha. Xin lỗi anh, em phải bảo vệ, an toàn cho Năn Năn. Sau khi có tiền, em sẽ nghĩ cách trả lại anh. Diệp Tổng, có tiền Thiên Hào tìm anh, nói là anh gọi đến, để anh ta vào, vâng. Diệp Tổng xin chào anh, tiền Thiên Hào. Nghe nói ông chính là Hoàng đế ngầm Kinh Hải, Diệp Tổng ngài đang đùa sao? Tối đa chỉ là một người dẫn đầu, nói thực ra, chỉ có ngài mới, đủ khả năng che trời tại Kinh Hải, lời tâng bốc không nói nữa, tôi gọi ông vì có việc cần. Bất kể dùng cách nào, nhất định phải âm thầm, bảo vệ tốt em gái, và cháu gái tôi không muốn thấy, họ bị tổng thương. Ông hiểu chưa, Diệp Tổng, yên tâm việc này cứ giao cho tôi. Chờ chút nữa cô ta mang tiền tới, đừng vội thả cô ta ra. Chúng ta nhân cơ hội này đòi thêm chút nữa. Hổ gia nói đúng sáng suốt, các người là những kẻ lừa đảo. Thả tôi ra, thả ra, thả ra. Ồn ào quá, Lý Kim Long. Khiến nó im lặng, không thì tôi sẽ giết nó. Im miệng lại, nếu còn kêu nữa sẽ giết mày, để cho mày, không thể gặp lại mẹ. Lý Kim Long ông làm gì vậy, thả con bé ra. Mẹ ơi! Muốn chết! Đồ tiện nhân, cô thực sự đến để tìm chết à? Tiền đã mang tới rồi. Ha ha ha! Cô gái này thật sự có tiền, 5 triệu không nhiều cũng không ít. Bây giờ chúng tôi có thể đi chưa? Hả? Đồ tiện nhân, anh trai rẻ tiền của cô. Không phải chỉ có số tiền này thôi, thế này. Anh ta mang thêm 5 triệu nữa. Một khi đưa cho chúng tôi sẽ thả cô, thế nào, Lý Kim Long, ông không biết đây, là phạm pháp sao, không sợ bị trừng trị à, im miệng. Dám dùng pháp luật để trừng trị tôi nói cho cô biết nếu dám nói ra việc này. Tôi sẽ dùng hàng ngàn cách. Để cô chết không yên ổn, cô rõ chưa? Còn nói nhiều làm gì nữa? Hổ ca! Cô gái này cũng không tệ nhỉ? Không muốn trả tiền à? Thế thì phục vụ hổ ra vui vẻ. Tôi sẽ tha cho. Các người đừng bắt nạt mẹ tôi. Qua đây mau, thả Năn Năn ra, thả ra. Đừng động. Nếu không tôi sẽ giết nó. Đừng làm hại nó. Tôi hết kiên nhẫn rồi. Tôi cho cô 3 giây cuối cùng. Sau 3 giây nữa. Tôi không đảm bảo tôi sẽ làm gì. Dừng lại, tôi đồng ý. Ha ha ha. Alo, anh à, em là Diệp Yến, chúng em đang ở. Tiểu Yến. Cô định hại tôi đúng không? Có tin tôi, giết cả hai không? Gửi tin nhắn theo tôi nói. Cầm lấy. Anh tín hiệu chỗ này kém. Còn thiếu chút tiền nữa, chuyển cho em thêm 5 triệu được không? Tiểu Yến không phải người tiêu xài phung phí. Đang có chuyện gì vậy, Diệp Tổng, em gái ngài? Không lẽ gặp phải lừa đảo, nếu là lừa đảo thì còn đỡ, chỉ sợ là còn tệ hơn cả lừa đảo, tình huống xấu hơn. Cô hãy chuyển tiền qua trước, rồi cho người điều tra, điện thoại gọi từ đâu? Vâng. Chuyển tiền rồi ha ha ha, không ngờ anh trai cô ta, thật sự ngốc và nhiều tiền, ha ha ha, anh Hổ. Tiền cũng đã nhận rồi, chúng ta mau rời đi, tôi nhất định phải đi, nhưng mà... Mang theo cô ta nữa. Cô ta là cây rút tiền của tôi. Diệp Tổng, tín hiệu xuất hiện ở đây, đi. Tiểu Yến à? Người đâu? Không lẽ nào, vừa mới có tín hiệu, chính là ở trong này. Đây là váy của Năn Năn. Trợ lý Diệu. Phái người tìm kiếm tin tức, một khi tìm thấy, cô bé mặc chiếc váy này, thông báo cho tôi ngay, thưởng 1 triệu vâng.
dám động đến người của tôi. Phải trả giá gấp vạn lần Năn Năn. Ngoan ngoãn cho tôi. Các người định làm gì? Tiền đưa cho các người rồi mà. Đúng là tiền tôi đã nhận rồi. Nhưng mà, vì hợp tác rất vui vẻ. Nên làm thêm. Việc gì vui vẻ hơn nữa đi. Buông tôi ra mẹ. Cô là luật phụ nữ gì vậy? Phía sau anh Hổ. Là hoàng đế ngầm, tiền thiên hào. Nếu cô đi theo anh Hổ, gì cũng không có. Hê hê, hãy theo tôi đi. À. Buông tôi ra, mẹ ơi. Ngươi dám cắn ta à? Xin tha cho tôi, và Năn Năn đi. Bảo tôi thả nó à? Trừ khi cô cởi hết quần áo ra, nếu không tôi bóp chết nó. Năn Năn, cởi ra đi. Cởi ra, ha ha. Mẹ ơi đừng. Đi tìm bác. Bảo bác trả thù cho Năn Năn. Mau cởi mau cởi. Cởi đi, ha ha, mẹ, mẹ. Mẹ. Được. Tôi cởi. Đến đây ha ha. Mẹ. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Dừng tay. Dừng tay. Năn Năn. Các người chán sống à? Ngươi là ai, dám hù dọa ta? Ta trước mặt ngươi, chơi cô ta, thì sao chứ? Ở Kinh Hải này, không ai dám đe dọa ta đâu. Cho ngươi 3 giây thả cô ấy ra. Nếu không, ngươi sẽ mất cánh tay của mình. Ha ha, muốn lấy cánh tay của ta. Ngươi có khả năng đó không? Ngươi có biết ai đứng sau lưng ta không? Đó chính là hoàng đế ngầm của Kinh Hải, Tiền Thiên Hào. Nhóc con, ta khuyên ngươi nên biết điều. Mau mang 1 triệu qua đây, chuộc lại người phụ nữ này. Nếu không thì, các người hôm nay sẽ chôn thân tại đây. Tiền Thiên Hào. Các người là người của Tiền Thiên Hào à? Vậy thì càng dễ giải quyết. Tiền Thiên Hào, lập tức chuẩn bị xe. Lăn qua đây gặp tôi, yên tâm, các người sắp không sao rồi. Ừm, cháu tin bác. Ta khinh, chỉ dựa vào ngươi, cũng gọi được lão đại của ta. Nhóc con, ngươi đang mơ à? Có thể gọi được không? Chút nữa ngươi sẽ biết. Ta không có thời gian chờ ngươi, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy, cô em này có bao nhiêu mềm mại. A, dừng lại. Lão đại, ngài sao ngài đến đây? Diệp Tổng, chuyện hôm nay, tôi thực sự không biết gì cả. Giao, Thiên Hào, nguyện chặt tay để chuộc tội. Xin Diệp Tổng bớt giận. Khoan đã, ta cần tay ngươi làm gì chứ? Ai đã làm hại em gái ta? Ta muốn lấy mạng của hắn. Đại ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi không biết ngài quen anh ta. Nếu không, cho tôi 800 cái gan. Tôi cũng không dám động anh ta. Đại ca, vậy nên nếu hôm nay, không phải em gái và cháu gái ta, hai người họ đã bị người của ngươi lăng nhục rồi đúng không? Không không phải vậy, Diệp Tổng, tôi quản thuộc hạ không nghiêm. Từ nay tôi sẽ tăng cường quản lý thuộc hạ, tuyệt đối không để xảy ra chuyện bắt nạt như vậy nữa. Người đâu, đưa hắn xuống xử lý. Tôi không muốn thấy hắn ở Kinh Hải nữa. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Anh Diệp Tổng, người này xử lý thế nào? Hiểu lầm, hiểu lầm. Đại ca, tôi bị ép buộc mà. Tất cả việc này, do Tiền Hổ. Hắn đòi nợ tôi, nói nếu không trả, sẽ chặt tay tôi. Tôi không còn cách nào. Không phải đâu bác. Là hắn dẫn người xấu đó, đến bắt con, hắn còn làm mẹ bị thương nữa, gì cơ? Không không. Tôi không cố ý. Tiểu Yến, ta là ba của con mà. Tôi không có cha nuôi như ông, nếu không phải ông phá, tôi có thể cho Năn Năn một cuộc sống tốt hơn. Xử lý Tiền Hổ như nào, xử lý ông ta như vậy, ta không muốn thấy ông ta xuất hiện trước mặt em gái ta. Vâng, mang hắn đi. Đồ sói mắt trắng này, tôi trả không ít tiền mua ngươi, đồ sói mắt trắng. Diệp Tổng, chuyện này xử lý như vậy, ngài hài lòng chưa? Chuyện này giao cho ngươi làm phiền rồi, Diệp Tổng ngài yên tâm, có chuyện gì ngài cứ dặn dò, tôi đi trước đây. Yên tâm, Lý Kim Long sẽ không
quấy rầy em và con gái em nữa. Em cảm ơn anh, nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Cảm ơn bác. Được rồi, đừng khách sáo nữa, trợ lý Diệu sẽ đưa em đến bệnh viện, chữa vết thương trước. Ừ, năn năn. Về với bác trước được không? Tuyệt quá, tuyệt quá. Bác ơi, hôm nay ở trường mẫu giáo, con đã kết bạn được rất nhiều, lợi hại quá vậy. Đi thôi. Chồng à, em đã nói rồi, vết thương nhỏ không cần nhập viện. Được rồi, anh trai em trả tiền rồi. Hơn nữa, khi năn năn bị bắt cóc, em về cũng không nói anh biết. Anh biết vì, chân anh không tiện di chuyển, nhưng em không thể nào, không để anh chăm sóc em. Đúng, mẹ nghỉ ngơi tốt là được. Nghe lời như năn năn. Đúng vậy, phải làm gương tốt cho năn năn. Nào ăn đi. Cái nơi hoang vu này có mẫu ghép hợp với con tôi sao? Đúng vậy Diệp Thiếu, nghe nói bác của cô bé này là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, có cần liên hệ bên họ không? Tập đoàn Diệp Thị là gì? Tôi là người Diệp gia ở Đế Đô, dù là tập đoàn hàng đầu Kinh Hải, chỉ xứng dựa vào phúc đức Diệp gia. Đây là con gái của cô à? Tên là gì, vị tiên sinh này, chúng ta hình như không quen biết. Ba, chồng, ta có hỏi ngươi không, anh là ai? Tôi không quen anh lấy tư cách gì đánh chồng tôi? Cô không có tư cách, biết thân phận của tôi, cô chưa trả lời. Câu hỏi của tôi lúc nãy, không cho chú nói ba mẹ tôi, năn năn đừng lại gần. Ừ, cũng rất giống, tên cũng giống nhau. Nào, ý anh là gì? Đây có 1 triệu, mua mạng con cô đủ rồi chứ? Vậy ta dùng 1 tỷ mua mạng ngươi, đủ hay không? Dùng 1 tỷ mua mạng của ta, lần đầu tiên ta nghe thấy. Thôi được, hôm nay ta có việc, nên không tính toán với ngươi. Diệp phi của Diệp thị phải không? Nếu không muốn công ty phá sản, thì ngay lập tức mang cô bé này, đưa lên xe ta. Diệp gia ở Đế Đô, lại xuống cấp đến mức này, loại rác rưởi như ngươi, cũng dám xuất hiện. Nói thật với ngươi nhé, con trai ta Diệp Thiên Trạch, vì có nhóm máu đặc biệt, toàn bộ Kinh Hải, có thể phù hợp với thằng bé. Chỉ có năn năn cản ta, tương đương với việc cản trở toàn bộ Diệp gia. Ngươi nghĩ chỉ có ngươi, nhóm nhỏ của Diệp gia, cản được cơn giận của Diệp gia sao? Có Diệp tổng chống lưng, 1 triệu đúng là hơi ít. Thế này đi, 10 tỷ. Người phụ nữ này không có tư cách từ chối. Con anh bị bệnh, các anh đang gấp rút tìm người có cùng nhóm máu. Tôi hiểu điều đó, nhưng mạng con tôi cũng là mạng. Sao đến việc anh lại thành món hàng có thể mua bán tự do? Tôi nói cho anh biết, bất kể anh trả bao nhiêu tiền, tôi cũng không đồng ý. Xin mời anh rời đi, nếu không tôi sẽ gọi người. Nghe rõ chưa? Mau cút đi, nếu không Diệp ra, chuẩn bị đền tội đi. Diệp tổng, ngươi có biết, gây thù với Diệp ra ở Đế Đô, hậu quả sẽ thế nào không? Dù ngươi họ Diệp, cũng không bảo vệ được công ty. Có vẻ Diệp thiếu không muốn đi, trợ lý Di Lục. Tốt, rất tốt. Hy vọng khi công ty ngươi phá sản, ngươi cũng cứng rắn như hôm nay, đi thôi. Diệp tổng có cần gọi Tiền Thiên Hào không? Không cần, Diệp gia ở Đế Đô, Tiền Thiên Hào cũng không dám động vào. Năn năn đừng sợ, hắn đi rồi. Bác ơi, sao họ muốn mua mạng của cháu? Vì họ cũng thích cháu. Nhưng đừng sợ, bác và ba mẹ sẽ không để ai làm hại cháu. Diệp tổng, cảm ơn anh, lần này lại làm phiền anh rồi. Anh, chúng ta có gây rắc rối cho anh không? Tiểu Yến, anh đã nói rồi, mọi người là người thân của anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm hại mọi người, dù là Diệp gia ở Đế Đô cũng không được. Không ngờ Diệp phi có chút bản lĩnh, trong thời gian ngắn như vậy có thể nắm giữ Diệp thị phát triển đến mức này, nhưng cũng vô dụng. Trước mặt Diệp gia, hắn vẫn còn kém xa. Diệp thiếu, theo chỉ thị của ngài, mọi việc đã sắp xếp xong, có cần báo Diệp phi minh không? Không cần, hắn muốn bảo vệ người mà, đợi công ty của hắn sụp đổ, xem hắn còn bảo vệ được gì nữa. Thông báo cho Mã Tam, chỉ cần Diệp gia thất bại, hành động ngay lập tức. Vâng. Diệp tổng có chuyện không ổn rồi, toàn bộ các ngành của Diệp thị
đều bị tấn công, các sản phẩm đều bị gỡ xuống, giá trị thị trường giảm mạnh, Diệp Tuấn hào. Đây là cách ngươi phản bác sao? Tôi sẽ giữ vững tình hình, đi tìm em gái tôi trước đi, phải đảm bảo an toàn cho họ, vâng. Giúp tôi kết nối với Thái Tân, nói là Diệp Phi tìm anh ấy. Trợ lý Diệu, cô chắc chắn, anh tôi bên đó không sao chứ? Đúng vậy trợ lý Triều, nếu chúng tôi có thể giúp gì, cô nhất định phải nói nhé. Không sao đâu, Diệp Tổng chỉ cảm thấy, bệnh viện bên đó không an toàn, nên đã mời điều dưỡng riêng, để mọi người về nhà nghỉ ngơi. Năn năn. A bằng. Báo công an, đừng phí sức nữa, tín hiệu xung quanh, bị chúng tôi chặn lại rồi. Không ai sẽ đến cứu cô đâu, Diệp Thiếu mời cô. Các người là người của Diệp Tuấn Hào, tôi đã từ chối anh ta, các người sao có thể dùng cách này, Diệp Thiếu đã nói, cô không có quyền từ chối, nếu cô không theo chúng tôi về, thì xin lỗi, tôi chỉ có thể tự mình ra tay, mời cô về. Mang đi. Đi nhanh lên. Năn năn. Chạy mau bé cưng. Các người đi xem chỗ đó đi, đừng để cô ta chạy mất. Các người bị làm sao vậy? Sao trên đầu nhiều máu như vậy? Sao lại bị người ta truy đuổi? Dì Lý chúng cháu gặp người xấu, bọn họ muốn bắt năn năn. Cô Lý cảm ơn cô. Nếu không có cô, năn năn, đã bị bọn họ bắt đi rồi. Cái gì, giữa ban ngày mà bắt người? Yên tâm có tôi ở đây, bọn họ không bắt được cô đâu. Cảm ơn. Cái gì tập đoàn Diệp Thị, trước bề dày của Diệp gia, cũng chỉ là những kẻ yếu đuối, dễ dàng bị mình chơi khăm. Ây, chờ thu lưới, mình sẽ mang cô gái nhỏ đó, về làm túi máu cho con trai, Diệp Tuấn Hào vì Diệp gia dùng. Những thủ đoạn hèn hạ như vậy, đừng trách ta không khách khí. Không thể nào, mình dùng sức mạnh gia tộc, nguồn tài chính từ đâu mà Diệp Phi, có thể chống lại Diệp gia. Không hay rồi Diệp Thiếu, vừa có điện thoại từ phía gia tộc, có người thâu tóm Diệp Thị, ngài đụng phải ai rồi sao? Không thể nào, chẳng lẽ Diệp Phi còn có thân phận khác? Thái Tổng, có người tên Diệp Phi muốn gặp ngài. Cái gì Diệp Phi? Vị thần tài ấy, cuối cùng cũng liên lạc với tôi. Thần tài đại nhân, cuối cùng ngài cũng gọi cho tôi. Thái Tín, chuyện ôn lại sau đi, tôi nhớ có một số tiền ở chỗ ông, chuyển cho tôi dùng trước đi. Thần tài đại nhân, tôi Thái Tín hôm nay, có thể đi đến bước này, là dựa vào sự bồi dưỡng của ngài, thân phận tỷ phú của tôi, ngài có thể lấy bất cứ lúc nào, số tiền này không đáng là gì, tôi có thể chuyển cho ngài ngay bây giờ. Diệp Tuấn Hào, anh có Diệp gia làm chỗ dựa, thật là hơi khó khăn. Nhưng vẫn quá lời. Trò hay, mới chỉ bắt đầu. Diệp Phi rốt cuộc là người thế nào? Thật có tiềm năng, đầu tư số tiền lớn như vậy. Trong chốc lát đã phá vỡ tài sản của Diệp gia ta. Diệp Thiếu ông chủ nổi giận rồi, nếu không dừng tay, Diệp gia sẽ bị lật đổ, không thể chịu nổi nữa rồi, tôi không thể ngăn chặn hắn nữa, nhanh chóng thông báo cho gia tộc, cắt đứt mọi nguồn tài chính, phải giữ cho được một phần tài sản của gia tộc, hết rồi Thiếu gia, hắn đã hoàn toàn lật đổ Diệp gia, ông chủ sẽ đích thân đến Kinh Hải, gì cơ? Xong rồi, xong rồi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào phía bên kia. Nếu có thể bắt được cô gái đó, có lẽ vẫn còn một chút hy vọng. Diệp Hiếu, xin lỗi, cô gái đó, chúng tôi không bắt được cô ta đã chạy thoát. Không tìm thấy dấu vết của cô ta, ngươi là đồ vô dụng. Cô ta vừa ra khỏi bệnh viện mà các người cũng không bắt được. Chúng tôi cũng không biết, con hẻm đó phức tạp như vậy, cút đi. Cút cho ta. Cút hết cho ta, cút cho ta.
Diệp gia. Cho hay chỉ mới bắt đầu. Xin lỗi, chúng tôi bị tấn công. Tư Bằng bây giờ đang hôn mê. Tôi đã đưa anh ấy vào bệnh viện rồi. Diệp Yến bị người của Diệp Tuấn Hào truy đuổi. Bây giờ không rõ tung tích. Cái gì? Diệp gia đế đô. Các người đang tìm cái chết. Diệp Tuấn Hào, trả Diệp Yến lại cho ta. Ta còn có thể cho Diệp gia một con đường sống, Diệp Phi. Ta thừa nhận ngươi thắng, nhưng đừng có gài bẫy ta ở đây. Em gái của ngươi ta không có bắt, và ta cảnh cáo ngươi, dừng ngay lập tức mọi việc ngươi đang làm với Diệp gia. Nếu không thì khi người đằng sau ta ra tay, tập đoàn Diệp sẽ không sống sót đến ngày mai. Thế thì không còn gì để bàn nữa. Diệp gia chuẩn bị phá sản đi. Diệp Phi. Ngươi có thể không biết, người đằng sau ta là một thế lực ở đẳng cấp nào. Tài phiệt số 1 của Đại Hạ, là người được tài thần nâng đỡ từ đầu. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã trở thành huyền thoại số 1. Cho dù tập đoàn Diệp của ngươi có mạnh mẽ đến đâu, ngươi có thể so sánh với tài phiệt số 1 của một quốc gia không? Diệp Yến. Em thế nào rồi? Cố lên, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Anh. Chồng em, anh ấy. Chú, xe của chúng cháu bị người khác tông. Khi chúng cháu chạy trốn, bố và chị Triệu vẫn còn ở đó. Cháu gái, bố của cháu đã được chị Triệu đưa đi bệnh viện rồi. Giờ điều quan trọng nhất là nhanh chóng đưa mẹ của cháu đi bệnh viện. Vâng, mẹ, có chú bảo vệ chúng ta, con không sợ nữa. Vậy thì tốt Diệp Yến, mẹ. Cháu gái, mau đi gọi người. Vâng. Diệp Yến, em yên tâm. Anh nhất định sẽ bảo vệ các em, vì thân phận của tập đoàn Diệp thì không thể bảo vệ các người, vậy thì ta có thể xuất hiện rồi. Ha ha ha, con trai, hôm nay tài thần đã liên lạc với bố, sau này nhìn thấy trên ảnh, cái lệnh bài này, cho dù họ bảo chúng ta dốc hết tài sản gia đình lên, con cũng không được có nửa lời oán trách. Không phải bố tại sao chứ, tài sản của gia đình ta đều là do bố từng bước. Cái lệnh bài này, rốt cuộc có gì ghê gớm, mà khiến bố tôn trọng như vậy? Im ngay, đây là lệnh tài thần của tài thần. Tài thần, khi xưa chưa quy ẩn, đừng nói đến Đại Hạ, toàn bộ nền kinh tế của thành phố, đều nằm trong tay ông ấy. Bố chỉ là người được tài thần ban phước lành, nếu không có tài thần, chắc giờ chỉ ngồi bên lề đường, đánh giày cho người ta thôi. Con hiểu rồi thưa cha. Hiểu là tốt rồi, chuyện này đừng nói ra ngoài, đi thôi, vậy con đi đây tạm biệt bố. Tài thần, ngài chuẩn bị xuất hiện sao? Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Lão già này, đúng là hồ đồ. Sao lại tin, một người đã nhiều năm không xuất hiện? Sao có thể đột nhiên như vậy, thiếu gia? Sao? Diệp Tuấn Hào. Có phải là... cậu tìm cho tôi vài cô nàng xinh đẹp sao? Đừng nhắc đến nữa, tôi đây bây giờ còn lo cho bản thân chưa xong, nói gì đến việc giúp anh tìm gái. Tôi nói cho anh biết nhé, mấy ngày trước tôi đến Kinh Hải giải quyết việc, gặp một công tử địa phương, cậu ta kiêu ngạo không tả được, định chơi tôi. Tôi đã tiết lộ thân phận của anh, kết quả là hắn nói, dù cho có anh đứng sau lưng tôi, hắn cũng muốn khiến Diệp gia phá sản. Anh xem, Diệp Tuấn Hào, đừng có giở trò này với tôi, chính cậu đã gây rắc rối, tôi phải giải quyết cho cậu. Muốn chết sao? Thiếu gia, anh nhìn này. Anh nhìn cái này đi. Cái này, đúng ý tôi, vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Đủ rồi, chuyện của Diệp gia, có tôi ở đây. Không ai dám động đến các người, cảm ơn thiếu gia. Diệp Phi. Giờ ta muốn xem. Ngươi dùng gì để đấu với ta? Chú ơi, năn năn và mẹ. Rõ ràng không làm gì sai, tại sao có nhiều người muốn hại chúng ta, vì những kẻ đó là người xấu. Năn năn yên tâm, chú của cháu, sau này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Cháu tin chú giỏi nhất. Năn năn. Cháu ở đây chăm sóc mẹ nhé, chú ra ngoài gọi điện chút. Ái Tân, tôi chuẩn bị quay lại rồi. Tài thần đại nhân. Ngài thật sự quay lại sao? Đúng vậy, có phải thứ không sạch sẽ, cần dọn dẹp. Anh thu xếp đi, 3 ngày sau mở tiệc tài thần, tôi sẽ công bố thân phận. Vâng. Diệp Yến, ban đầu anh định nhường chúng. Như vậy sẽ khiến em mất đi,
một phần tương lai, nhưng anh đã sai. Tương lai. Anh sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối, để bảo vệ các em không bị tổn hại, bất cứ ai muốn hại các em. Anh sẽ bắt họ trả, hàng triệu lần cái giá đó. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Bố, bố có chuyện gì vậy? Bố đã nói với con chuyện, là tài thần, ông ấy sắp xuất hiện rồi. Ha ha, đi chuẩn bị tiệc tài thần đi, lần này phải làm cho tốt. Nếu tài thần vui vẻ, nhà ta lại có thể lên một tầm cao mới. Lên một tầm cao mới. Vậy thì, ba sẽ trở thành tỷ phú thế giới rồi, mau đi chuẩn bị đi, cứ để con lo. Tôi nghe nói, Diệp gia các người có một khách sạn tốt nhất toàn đại hạ, tôi nói cho cậu biết. Lần này, phúc lộc lớn của Diệp gia các người sắp đến rồi, ha ha. Hồi phục thế nào rồi? Anh, em gần như hồi phục hoàn toàn, lần này không cần làm phiền anh nữa đâu, phiền phức sao? Lần này anh đến để giải quyết phiền phức. Đó là Diệp Phi. Hãy để Diệp Yến đi cùng anh là được rồi. Tôi thế này, tôi không tiện xuất hiện nữa. Tôi sợ làm anh mất mặt, lần này, cậu phải đi cùng em gái tôi. Chồng à, anh đừng khách sáo nữa. Nan Nan cũng muốn đi cùng bố mẹ. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Diệp Phi, có gì cần tôi giúp không? Anh cứ nói đi. Không cần đâu. Lâu rồi không gặp. Các người cũng đến rồi. Anh à, anh đưa chúng em đến đây làm gì? Chẳng lẽ anh sắp kết hôn rồi? Đợi một lát nữa em sẽ biết. Diệp Phi. Sao hắn lại ở đây? Diệp Phi. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi dám xông vào đây. Đây là yến tiệc của tài thần. Là do Thái Tân tổ chức. Do Diệp gia sắp xếp. To gan, tên của ông ấy mà ngươi cũng dám nói thẳng ra. Đừng nghĩ rằng có vài đồng tiền là có thể ra oai ở đây. Hôm nay là yến tiệc của tài thần. Người sắp xuất hiện, là người mà ngay cả Thái Tân, cũng phải e dè, một tay triệu phú đến từ Kinh Hải, ta khuyên ngươi, tìm chỗ nào mát mà ngồi đi. Anh, thôi thì bỏ qua đi, chúng ta đi thôi, khoan đã. Hắn có thể đi. Cô. Phải ở lại. Ta đi. Nếu ta bỏ đi, thì hôm nay yến tiệc này, không thể tiếp tục, Diệp Phi. Ngươi nghĩ mình là tài thần sao? Hôm nay là yến tiệc của tài thần, được tổ chức để chào đón tài thần. Ngươi, ngươi nghĩ có tiền là được sao? Ngươi là cái thá gì? Ngươi chính là Diệp Phi sao? Diệp Tuấn Hào, chẳng phải là cậu, không làm gì nổi hắn sao? Khi ăn cơm sau này, ngươi, ngươi ra ngồi bàn trẻ con đi. Không phải Thái Thiếu, thằng nhãi này. Dù không có gì đáng kể, nhưng cũng có chút tài cán. Diệp gia tôi trăm năm, suýt nữa bị phá hủy bởi hắn. Cái gì? Vậy thì sao? Thái gia ta, có tài thần. Một tay nâng đỡ lên. Nếu ngươi biết điều, mau rời khỏi đây ngay, nếu không khi ta ra tay, thì không phải là để ngươi rời đi. Anh, chúng ta đi thôi, chú ơi, cháu không thích chỗ này. Cháu không thích chỗ này sao? Được, vậy chúng ta không ở đây nữa. Cái gì, tôi đang ở hiện trường. Nhưng mà, người của anh không chào đón tôi, nếu đã vậy, thì bữa tiệc này không cần tổ chức nữa. Ngài đã đến rồi, là kẻ nào không biết điều vậy? Tôi sẽ đến ngay, được rồi tôi cho anh 3 phút. Nếu 3 phút không đến, thì không cần phải chịu trách nhiệm. Ha ha, đúng là diễn viên xuất sắc. Còn gọi điện cho bố ta nói cho người biết. Số điện thoại của bố ta, chỉ có 3 người biết. Một là ta, hai là mẹ ta. Còn người nữa, đó chính là đại nhân tài thần. Anh cả đây rồi, Diệp Phi, không lẽ nào, ngươi nghĩ mình là tài thần? Đúng, ta chính là tài thần. Cái gì? Ngươi, ngươi dám giả mạo tài thần? Cái gì, có người dám giả mạo tài thần? Chẳng phải là tìm đường chết sao? Ai không biết, tài sản của Thái Tân hiện tại chính là vì, ngày trước đi theo tài thần. Hắn dám giả mạo, hắn là tài thần, đúng là tìm đường chết. Anh thật sự là tài thần sao? Diệp, xin lỗi, anh chỉ lo lắng. Anh không cần phải làm như vậy, đủ rồi. Đừng có giả vờ nữa, anh không nói rằng, Thái Tân sẽ đến trong 3 phút sao, người đâu rồi, hắn đang giả vờ đây mà,
Bố tôi làm sao có thể biết loại vô dụng này, cho dù em gái ngươi hôm nay ở lại với ta cũng không cứu được ngươi đâu. Người đâu? Có vẻ như Thái Tân bao năm qua không dạy bảo kỹ lưỡng con trai ông ta, 3 phút đã qua rồi, chúng ta cũng không cần ở lại đây. Đi. Đứng lại. Ai cho phép ngươi rời đi? Ngươi giả mạo tài thần, còn hạ thấp Thái Tân. Hôm nay nếu ngươi có thể bước ra khỏi khách sạn này, ta sẽ gọi ngươi là cha, bảo vệ, đánh gãy tay chân của hắn, đợi lệnh của tài thần, dừng lại. Tôi xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi. Xin hãy thả chúng tôi đi. Đừng đánh chú tôi, đừng lo lắng. Tôi xem ai dám động vào. Không dám động sao, hôm nay ta phải thử xem, dừng lại. Bố sao bố lại đánh con, là hắn làm mà, là hắn giả làm tài thần, gọi điện thoại lừa chúng ta. Phải rồi Thái Tân, mau nói với con trai cưng của ngươi, ta có phải kẻ lừa đảo không? Tài thần xin hãy nguôi giận, bất kể con trai tôi đã làm sai điều gì, tôi đều nguyện gánh chịu. Từ nay về sau, tất cả tài sản của tập đoàn Thái Thị sẽ thuộc về tài thần. Bố điên rồi sao, đó là tiền của gia đình mình mà, tại sao lại đưa cho hắn? Hỗn xược, con có biết, tất cả tài sản đều do tài thần ban cho. Nếu ông ấy muốn thu hồi, chỉ cần một câu nói thôi. Cái gì? Không thể nào. Sao hắn có thể là tài thần được? Gì cơ? Đó không phải là người có tài sản nghìn tỷ, người giàu nhất châu Âu, người giàu nhất. Tôi sẽ đi. 8 vị tỷ phú hàng đầu thế giới đều tụ họp. Đây là đội hình khủng khiếp gì vậy? Hắn thật sự là tài thần. Chú ơi, chú là thần tiên. Chú không phải là thần tiên, tài thần chỉ là một biệt danh thôi. Ây da! Được rồi Thái Tân, thời gian của tôi quý báu, không cần đổi chỗ đâu, bắt đầu luôn đi. Hôm nay tài thần đã trở lại, chỉ vì một điều, đó là em gái tôi. Em rể! Đây là cháu gái của tôi, từ nay về sau, ai dám động đến họ, là động đến tôi tài thần Diệp. Em gái! Yên tâm! Không còn ai có thể làm hại em nữa.